năm một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhân rộn ràng chào xuân đến huy hoàng. Bướm ong chập chờn lượn mơn trớn cành hoa, đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Chúc non sông một mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tưng bừng tình nghệ sĩ yêu đàn. Nắng xuân dịu biển gợi tan hết sao đau, đầu năm hãy chúc mừng nhau, hạnh phúc ấm no muôn nhà. Xuân về đây, đầu năm chúc sĩ nông công cường lợi danh trên rừng cao, người chiến sĩ cho chan chiến công. Trời ơi. Trời. Dậy, sang. Trời, cái thằng hư thiệt. Dậy, cái thằng này, cái tay này. Trời đất, cái thằng. Dậy. Dậy. Má, mất dạ nữa. Tao ba mày nè, tao ba mày, mày bị chữ hả? Mày dậy ăn sáng chưa? Hả, thằng mất dạy. Dậy đi học nha. Không lo đi học đi, lo điều nó trễ bây giờ. Ba, kiến này cũ à, ba mua kiến mới đi. Cái nhà này cũng cũ nè, mai tao mua cái nhà mới cho mày. Ba đi học. Sao chưa đi học nữa? Ba, bữa nay sinh nhật con hả ba? Mày muốn tao làm gì cho mày? Ba mua cho con cái đồng hồ đeo tay nha. Gì vậy? Em coi vợ con đi học dễ hoài à. Con vợ tao phải không? Đồng hồ treo tường nhà thiếu gì bỏ vô cặp đem vô trường coi. Ba đi học. Lúc mà sinh nhật. Mệt, cả đời tao biết sinh nhật là cái gì đâu. Răng sáng không? Ok, lẹ nha. Trời ơi, ai hỉ mũi vô cái khăn của tôi vậy? Mỗi năm một lần mùa xuân đến cao sang. Sang ơi, đừng sang lẹ đi học nè. Bướm ong chập chờn lượn mơn trớn. Tôi quan đi học. Đàn chim ríu rít đua ca, mùa xuân đem vui đời ta. Cháu ăn đi rồi đi. Thì đúng rồi, mới đang con thi. Tao hỏi mày có muốn ăn hay không? Thôi ba khỏi chở mất công. Tao mày cái gì coi đi. Nghe nhạc sùm mà tao hỏi nó bậy bạ không à. Mà mày coi mày ăn bận nè, mẹ lúc trước lúc sau vậy đó hả? Mày đeo bông tai gì vậy? Đàn ông trai mày đeo bông tai. Không, đi thi ơi. Nói tới là đi à. Trời đất ơi. Gì mà cằn nhằn mỗi ngày vậy trời? Đàn ông gì mà cọc cằn quá vậy? Để bà coi nó kìa, vậy đó. Cái gia đình này không biết, không ai muốn giờ mai trên cái nấu đồ ăn, không ai ăn hết trơn rồi. Ăn gì nổi mà ăn. Sáng nào cũng ăn mì, mấy đứa nhỏ nó đâu có chịu nổi. Đúng ngán thiệt á chứ. Bữa nay cho tiền chợ thêm nha. Gì vậy? Sinh nhật con Quý. Trời mẹ ơi. Nấu món cho nó vui. Đó, nấu cái này thì không ăn, về sinh nhật tổ chức ăn nữa cho mập thay nữa. Làm cho con nó vui mà. Để gia đình không có tiền mà còn sinh nhật nữa. Lâu lâu chứ bộ phải hoài sao? Bây giờ còn có 300 thôi đó, nấu gì nấu đi. Nè giữ lại 50 đổ xăng đi. Rồi về đi. Tôi đi giặt đồ rồi tôi đi làm luôn nha. Cần tôi chở mà đi làm không? Sát dắt thì chở gì cha nội cha riết điên quá. Gia đình gì đâu riết, không ai dòm tới ai hết. Con ơi đừng buồn nữa, nó không ăn con ăn giùm ba ăn. Nè ăn đi. Ăn đi. Thứ mà con nhà lính tính nhà quan không mà mày cũng chê nữa hả con? Ăn đi. Trời đất ơi thiệt, cái gia đình riết không ai dòm tới ai hết thiệt. Tối nay về sớm nha, sinh nhật con Quý á. Biết rồi, về sớm nó hoài. Rồi giặt lẹ xong rồi có gì đi làm ha. Tụi đi trước à. Ủa? Dạ, con. Gia đình nắng đi đâu vui vậy? Dạ tụi con đi vui chồng lộc tết. Lắm bẩn gieo đường hai ông từ. Đi đâu? Dạ vui chồng lộc tết, lắm bẩn gieo điều hay. Làm sao? Thôi con mệt quá à.
Tao nghe đó mà tao làm bộ vậy đó. Mấy chị nó nói cho nó rõ ràng, rồi lớn rồi còn ngọng ngọng à. Con phải nói chậm chậm cho ông Tư nghe nghe không? Dạ, tụi con đi ngày hội ô vua vui trồng lộc Tết đó chú Tư. Làm sao tới đó giặt đồ hả? Trời ơi, dạ không phải. Chú Tư biết không, dạo này có nhiều người kỳ lắm chú Tư. Người ta mua cây về trưng, họ tưởng đâu là cây hái lộc. Họ hái trụ lũi không còn cái gì nhìn ra cây luôn á chú. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên người ta tổ chức cái chương trình này á, khuyến khích phải gieo lộc và hái lộc luôn á chú Tư. Ờ, vậy là hay đó. Con đi nha chú Tư. Thôi, con đi luôn đi con. Dạ. Chào Thiêu. À, các cháu ơi, hôm nay bà cả làm cò líp và lấu lùi bánh chưng siêu to khổng lồ để gia đình bà cùng mấy đứa cháu ăn Tết nha. Ủa bà Tân, mà nấu gì vậy bà Tân? Cháu Thành ơi, hôm nay bà hạnh phúc lắm các Thành ạ. Bà lấu lùi bánh chưng siêu to khổng lồ để gia đình bà cùng các cháu ăn Tết. Ê, nó nghe này, sao nhà bà khói dữ vậy bà Tân, trái hả? Đâu? Thôi chết rồi các cháu ơi, hôm nay bà lại đốt nhà siêu to khổng lồ rồi. Trời ơi, bà lo, bà chập lửa đi, bà lo, bà lại chim nữa, bà giúp ma mày đi. Trời ơi, chạy đâu vậy? Ra, ra đi. Nhà bà Tân trái siêu to khổng lồ kìa, giúp bà. Ê, báo chú. Ờ, đưa tờ. Thiếu nghe. Trời đất ơi, tờ thứ 10 rồi đó. Cuối năm tao trả 1 lần, đi đào sớm dữ. Chê bê đê. Con quỷ. Chú Trúc, chú biết gì chưa? Gì? Nhà bà Tân bê lóc trái. Trời đất ơi, nhà bà trái trở mà dưới đây mày biết đâu ra. Gì tôi không biết. Mày quỷ mà. Quỷ ma gì? Mà tao nói mày nghe này mới ghê. Nhà bà ông có trái, tao lấy lá cây tao đốt tao hùn rồi. Trời, chú mới quỷ mà. Mình phải khè bà chứ, hiểu không? Khè cho bà rồi. Tém lại bớt. Chứ bữa nào bà nấu lan ra nó cháy nguyên cái chung cư là chết hết. Cháy chung cư này là cháy nhà chú trước, nhà chú sát bên nhà bà mà. Ừ, nhà tao cháy các nhà mày còn, nhà mày sát nhà tao đó. Đi bán đi con ngựa. Chú. Ừ. Con trai chú á, ảnh ngon. Chừng nào mà chú cần con dâu á, nhớ con. Thôi nghe mày né nó ra nghe, nghe. Thằng con trai xanh bước bên chú, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về con. Ôi la la. La la hả mày? Mày chưa con trai tao ra nha con ngựa. Chết mẹ mày chưa. Ca hả con? Sao? Vũ như cẩn. Là gì? Vẫn như cũ. Trời mà cà khịa quá mẹ ơi. Nè, thằng ông con trai mà xin lũ nước ngọt không? Ai hảo ngọt. Dạo này cuộc đời xa xúc quá, uống bảy ấp cho nó lên đời cái coi. Vậy thôi. Xì chết quá sao ơi, nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền con, tiền học, u cha. Nhiều khi thèm đi thuốc lá còn chết. 5,000. Mà đâu có liền vậy? Trời ơi, mua bán mà nói là phải có liền chứ sao. Nói là phải có liền. Trời ơi, mấy bữa nay tao nói ăn mì gói nó ngán muốn chết. Nhiều khi buổi sáng thèm có gì ấp la. 20. Đâu có luôn vậy? Của tôi ăn. Bây giờ tôi nghe thèm rồi tôi đưa cho ăn nè, tôi bán lại nè. Sáng giờ chưa chạy cuốc nào mà chưa có tiền á, cho ăn à. Thôi ăn đi anh. Bởi tôi nói bà Sáu như là bà tiên trong xóm này. Đúng rồi. Mày lệch ngã ba mày rồi phải không mày? Bà Sáu. Gì? Bán chai dầu bầm. Chai dừa. 18,000. Có oxy già không? 6,000. Nhiều tiền. 30. 18 với 6, 30. Tôi 20. 20 lỗ. Trời ơi, thì tôi nói nhiêu bà đưa nhiêu đi. Ủa mà sao cái quán nước gì thôi mà cái gì cũng có bán trơn hay vậy? Chút xíu gì mà cái gì cũng có. Gì cũng có. Ừ. Bán cái sushi đi. Màu gì? Trời ơi. Trời mẹ ơi, cái này cũng bán luôn hả trời? Có của con tao, nó mặc không vừa giờ tao đem ra tao bán nè. Trời ơi trời. Mày mua màu gạo không? Màu gạo là màu gì? Màu gạo là màu này nè. Nó dơ sẵn rồi, mặt nó không có dơ nữa. Mày đàn ông trai mày mua sushi làm chi vậy? Mua tối giả lộ đi chơi con trai chú. Ôi là ra. Con quỷ cái. Mày niễn rồi mà mày còn chưa sợ nha mày. Tao nói một lần nữa mày né con trai tao ra nha. Trả tiền tao mày. Rồi Sáu chuẩn bị xong chưa rồi đi chở đi chợ nè. Ông bữa nay mày không có chở tao nữa, tao có người chở rồi. Gì? Ai? Con tao. Đi mà. Trời đất ơi, sao tự nhiên mối của tôi mà bỏ tôi vậy trời. Phải, nó không có xe mà giờ nó lớn rồi. Mua cho nó chiếc xe sẵn tao đi chợ đó rồi nó chở tao đi luôn. Rồi xong luôn. Chú thông cảm đi. Mấy lần trước là tính chở mà không có bằng lái, giờ có phải tranh thủ chạy chứ. Chú giờ này chạy xe ổn không?
vẫn ổn cho đến khi mày xuất hiện. Cuộc sống mà. Sống sống cuộc sống. Đây con. Mất thêm mối nữa thì mệt. Ủa mà bà sao thấy cha tắt không vậy? Không, không có thấy. Hẹn đi chung xe ôm chạy chung nhau mà lúc nào cũng trễ đó. Thôi mày ở nhà mày coi quán giùm tao đi con. Tao cảm ơn cho đổi cả nhà hả trời. Mày cũng quá hà. Ghi nợ nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn quý khách ha. Dạ. Hello bạn già. Ê, sáng giờ đâu vậy? Ủa, sáng giờ chưa có khách hả? Tôi đợi ông chứ đâu. Bình thường hai người đi chung rồi sáng giờ ông đi đâu tôi đợi từ sáng tới giờ nè. Nói phải khè. Ngộ ly khách. Cái mặt mà như con quỷ mà mày đòi đi khách. Lý nói gì vậy hả? Ý ngộ nói là ngộ ly chở khách. Đi chở khách thì nói đi chở khách chứ nói đi khách nó ra cái nghĩa khác. Đi đâu ăn bận gì thợ điện hả? Gì thợ điện? Hả? Dạ. Hả? Không thấy pe hả? Cái chữ pe. Ha, lọc phổ thông bình thường á là lọc là pe. Ha, nhưng mà lọc là theo quốc tế international. Ha, lọc là pi. Ha, xe ôm công nghệ tốt nhất hiện nay. À, đi theo công ty được bỏ bạn bè phải không? Cái này rõ ràng là có mới nói cũ nè, nghe. Bây giờ thời đại 4.0 rồi. Everything phát triển ha, thì ngõ cũng phải phát triển ra. Đang lái tự do là tốt nhất. Ngựa ngựa này tràn vô đi rồi mai mốt hối hận rồi đừng có về nói chuyện với tôi. Vô công ty lòng phục đẹp, có chế độ, có bảo hiểm ha, có chuyện gì à công ty hỗ trợ ha, người ta công nhận à cái nghề ha, nhìn sang trọng đẳng cấp không. Còn lì á ha, ngồi chỗ vậy hoài ha, rồi lái à lái chỗ rồi lỡ có chuyện gì à, ai chịu trách nhiệm. Ngõ thì phần dậu ha, ngõ muốn giúp lì thôi. Là bây giờ là hỏi một câu là Lị có đi lái với ngộ không? Mày đi đái mình, mày đừng có rủ tao. Trời đất ơi, người ta nói là đi lái xe chứ không phải là đi lái. Cái ngôn ngữ của ông nấu một hồi người ta hiểu lầm tùm lum tà la, đừng nói chuyện nữa. Lị có muốn đi lái cũng lái không được. Làm gì lái không được? Lái như ngộ là phải có cái smartphone, có cái cài lặt. Lị có cái cài lặt không? Xài điện thoại cùi bắp mày lặt. Vậy sao giờ điện thoại cùi bắp mày sao hả? Ê, giờ điện thoại của bắp mày nó cũng có chức năng của nó vậy. Chức năng gì? À. Nghe nè, gọi nè, với chọi nè, tao chọi mày chích mẹ mày, mày đứng đây. Ê, khỏi à, khỏi lỗi ha. Khỏi lỗi nha. Lỗi rồi. Vô. Có khách. Ngõ đi đây. Goodbye and no see you again. Mày đi liền nha, khuất mắt đâu nha. Mày trở lợn là tao chích bảy bánh xe mày đáng chịu nha. Đó. Trời ơi. Bi. Mày già ố đâm. Ông đừng để tôi gặp lại ông nha thắt. Dạ dịch ố đâm. Cái gì? Cái gì nữa? Ủa? Anh đi xe hả? Đi xe. Dạ xin. Dạ đi đâu ạ? À? Gần. Gần là đâu? Bình Dương. Bình Dương mà gần hả? Gần Thủ Dầu Một. Tôi chưa nói hết. Lạc lèo lắm nha. Bao nhiêu? Ở chân xa đó, cho 300 nha. 250. 300. Tôi chỉ còn đúng 250 thôi. Đó là chuyện của anh. Tôi làm việc là có nguyên tắc. 300 thì đi, không thì thôi. 50.000. Nãy ông cứ cò kè bớt 1 thêm 2. Hồi nãy tôi mà ông đi là ông đói á. Ông đừng nói giọng đó ha. Tôi sợ mai chở anh là tôi chở giùm thôi nha. Chứ bữa nay là sinh nhật con gái tôi. Tôi không định về sớm chơi nó nữa nè. Sinh nhật con gái anh hả? Ừ. Bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi đẹp à nha. Năm sau vô đại học. Dạ chúc mừng nha. Chúc mừng ha. Con gái của tôi cũng tầm tuổi con gái anh á. Bữa nay tôi nhờ ông chở đi Bình Dương là để tôi đưa quà cho con gái tôi á. Ủa mà sao hai cha con ở xa nhau vậy? Lâu lắm rồi không có gặp. Lâu lâu rồi? 15 năm rồi. Ủa mà đi đâu mà lâu gì 15 năm? Tù. Hả? Đi tù. Ủa sao tự nhiên là xe loạn choạng vậy? Hả? Hình như là tay ông rung không? Không có, cái tay nó vậy đó. Ủa đi tù thiệt hả? Thiệt. Sao vậy? À, bắt cá chích điện. Chết ba con cá, đi tù 15 năm. Cái gì giỡn ngoài, sao cá chết xong mà đi tù? Thì chủ quyền cái có hai thằng thợ lặn ở dưới đâu biết. Ủa, tay ông càng ngày càng run, chở được không vậy? Được mà. Sợ hả? Nó vậy đó, không, nó vậy đó. Phải sợ không? Không.
Sợ chứ gì nữa, giỡn không ơi, giỡn. Nhát ghê, sợ nhát ông này. Cha nội giỡn không vui nha. Giỡn không? Giỡn. Là vụ chích cá là giỡn á. Giỡn, giỡn. Nhưng mà đi tu là thiệt. Ừ, hả, hả. 15 năm, mới vừa ra được 2 ngày. Mà thôi, chuyện lâu rồi đừng nhắc ha. Nhắc đến là mất vui. Thôi tao giữ đi, chạy đi. Ừ. Ra được là vui rồi, kể rồi. Chi. Ừ. Mà nhớ đưa tiền á. Đòi hoài. Lát nữa quay trở lại bến xe buýt tôi trả tiền cho ông. Ừ. Mua vé khứ hồi mà đòi hoài vậy. Ừ, đi tụ có quyền. Nhớ trả nha. Rồi. Trời Phật ơi. Cái nhà bự chảng vậy mà bỏ mà đi tù được hay gì ta. Rồi nha. Ê, đợi nha. Mày giờ tao mua nhiêu một căn vậy? Thôi. Ông đi ra ngoài đầu ngõ đợi tôi được không? Thằng ngồi đây thôi, gì đâu. Làm dữ vậy? Sao người làm nhà anh mất dạy vậy? Sao ra gặp chủ mà la làng thế ghê vậy? Cũng mừng. Nhà giàu lạ. Đi ra lầu ngõ đứng đi. Thôi thôi được rồi, tôi đứng đây thôi chứ làm gì vậy? Sao nhà anh không vô bấm chuông chị? Được rồi, ông ra ngoài nó kêu ông đứng đợi tôi đi. Ông đứng ông lẹm bẹm quá. Nhà mình vô luôn chứ rồi. Ờ. Anh lại thế. Còn anh là? Nhà tôi ở đây. Tôi tìm gặp Hạnh. Hóa ra là tìm vợ tôi à? Anh đợi tí nhá. Em ơi! Em ơi em! Dạ. Có ông anh tìm em kìa. Đây. Dạ. Anh Năm. Dạ cái này à, anh Năm ở dưới quê em. Nói chung là bà con xa mà xa dữ lắm. Anh Năm lên sao không gọi em biết trước vậy? Đây, 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 đây là chồng em. Chào anh. Dạ. Chào anh. Anh ơi, tới giờ đi làm rồi kìa. Đúng rồi, mời khách vào nhà nói chuyện nha. Dạ. Thôi anh đi ra. Dạ. Anh đi xe không? Dạ, dạ anh đi làm. Khóc, chồng tôi có xe rồi. Thôi, à quên, ở xe đó. Ông xã. Quên. Nhớ về sớm ăn cơm vợ nóng nha. Ừ. Anh vào nhà chơi. Bye bye ông xã. Bỏ tay chị vậy ha, muốn phá tôi hay gì, muốn phá tôi hay gì? Tôi tới để tôi tìm gia đình của tôi. Gia đình gì? Tôi nhớ con. Không có gia đình nào của anh trơn á. Gia đình bây giờ của người ta rồi, hiểu không? Anh làm anh đi giùm tôi đi. Ai mà thấy là chết tôi đó. Em có gia đình mới rồi. Nhìn không thấy sao còn hỏi? Vậy người hồi nãy là chồng em. Không thấy tôi hùng ta hả? Nhà của em luôn à. Sao anh hỏi chuyện gì mà anh biết không vậy? Có thể hỏi câu gì mà tôi trả lời được không? Nhiều khi chị cũng đừng có làm cái giọng vậy. Thì người ta tới người ta bị đơ, người ta hỏi gì thôi thì chị từ từ. Chứ chị phụ quá cũng không có hay, đúng không? Không thì mình nói nhau vậy thôi. Ôi. Nào phải thôi. Nhiều chuyện. Em thật sự buồn à? Tôi không có buồn anh. Tôi cũng không có giận gì anh hết trơn. Mà là tôi sợ, hiểu không? Tôi sợ và tôi ngán anh lắm rồi. Ngày xưa tôi nói với anh sao? Tôi nói là anh đừng bao giờ giao du với cái đám bạn giang hồ lưu manh của anh. Mà anh đâu có nghe lời tôi. Đúng chưa? Ha? Anh bày đặt anh nghĩa khí đồ. Một mình anh ôm hết tội đồ. Anh là anh đồ. Ha? Rồi sao cuối cùng được cái gì? Một thập kỷ. Một thập kỷ anh ở trong tù đó. Mà nhắm thì ở trong đó được thì ở luôn đi. Về đây chi vậy? Ha? Hôm nay sinh nhật con Lan. Anh về đây anh muốn tặng quà cho con. Thôi thôi khỏi. Không cần. Con bé Na hồi lúc mà ông đi đó là nó còn nhỏ xíu vậy nè. Nó hỏi anh hoài à. Thì tôi có nói á là anh chết rồi.
Cho nên là bây giờ con tôi nó đang hạnh phúc với ba mới của nó. Đừng có mà ở đâu tự nhiên xuất hiện thêm một người nữa bắt nó nhận làm ba tội nghiệp nó lắm, anh hiểu không? Anh đi giùm tôi đi, tôi đi giùm. Dạ, chào mẹ. Ủa, chào chú. Bước qua đây. Bước qua đây. Làm gì vậy? Hả, ai dạy con nít thấy người lớn mà đặt chào chào vậy? Đi xuống nhà. Nhớ đi. Nít gì đâu mà kỳ cục. Còn na đúng không? Nó lớn quá. Không có cà na xí muội nào ở đây hết trơn. Đi. Nhưng mà hồi nãy sao em dạy con mình kỳ vậy? Gặp người lớn phải chào chứ sao tự nhiên rồi. Tôi đang dạy nó cái cách đề phòng với những mối nguy hiểm xung quanh đó, hiểu không? Anh hiểu rồi. Em cho anh gặp nó đi. Anh gửi cho nó tận tay món quà sinh nhật xong anh đi liền. Không. Anh sẽ không bao giờ anh quay lại đây đâu. Không cần. Tôi nói cho anh biết, cái món quà lớn nhất mà anh nên tặng nó là sự biến mất vĩnh viễn của anh. Tôi nói thiệt, nãy tôi ứa gan bà lắm, không có ai mà phụ nữ như bà tuyệt tình tới mức độ không còn cái gì để nói. Tôi nói thiệt nè, mẹ ta năng nỉ tới mức độ đó thôi, ít ra mình phải để gần ta, cha con ta gặp lần chứ không phải không. Thôi mà thôi, anh để tôi nói để không? Tôi giải quyết không có sao hết. Không, mình giải quyết thì mình giải quyết thôi, nhưng mình phải nói cho ta hiểu chứ, cái nết của bà cũng dữ lắm nè bà đó nha. Mẹ ý giàu được nhiêu mà dữ vậy đúng không? Bận bu đầm cũng đẹp hơn ai. Mẹ có cái bông vô duyên, cái bông vô lý nằm ở đó, không ai bận cái đầm này. Mà thấy như là trên bà vô lý từ hồi đầu tới giờ. Tôi nói thiệt, ông dắt cái xe đi ra ngoài giùm tôi thì đi. Thì đó, để đây thôi. Mà đúng không? Nói đúng không? Làm gì kênh? Ôi mà. Má ứa gan nãy giờ. Nè, một mình ông tới quậy tôi chưa đủ, bây giờ ông dắt thêm đồng bọn tới quậy đúng không? Em đồng bọn gì đây? Đang đây khách tôi bình thường thôi, không bà con quốc thích gì trơn. Nhưng mà mình thấy bất bình mình nói chuyện vậy thôi. Ủa không đồng bọn chứ làm gì mạnh miệng vậy? Chương mắt. Vậy thôi, mẹ xin lỗi, đại diện cho tổ xe ôm nói chuyện với chị thôi, vậy thôi. Trời ơi, lái xe ôm thôi mà sao nhiều chuyện vậy? Tôi nhiều chuyện là chuyện của tôi, còn cái chuyện chỉ mất dạy là chuyện của chị. Nè, anh nói cho đàng hoàng đó chưa? Anh nói ai mất dạy? Không có ai mà cư xử với người ta vậy, cho người ta đã xuống nước tới mức độ đó rồi thôi, đúng không? Rác rưởi. Ê! Mẹ kiếm rác đổ vô trong nhà nó cho nó biết thế nào là rác rưởi chứ, nói chuyện cái giọng đó hả? Không biết cách nào mà nhịn được một cái con người vậy? Đủ chưa? Tôi đã nói rồi, từ nãy giờ chuyện của tôi để tôi lo. Tức quá chịu không nổi, xin lỗi. Chở tôi lại chỗ cũ đi. Không phải, nhưng mà giờ tôi nói nè, ông mà đi là ông đồng nghĩa với việc là không gặp lại con mình đó, tôi nói thiệt á. Tôi không cần. Từ nãy giờ ông phá tôi đủ rồi, bây giờ làm ơn trả tôi về trạm xe buýt. Chú ơi, lá rụng về cội anh ơi, con nhỏ nó cảm nhận được một cái gì đó. Chú có thể né ra được không ạ? Bình thường con chó của con hay tè ở đây nè, mà giờ chú đứng đó nó sợ, nó không dám tè. Tè bà nội mày chứ, tè mày y như con gái mày, mày sao mày vô duyên. Mẹ cha mày mình mà kêu ra cho chó tè à, nghe nó điên à. Để tao làm gì làm đi. Con tên là mẹ Na đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, giờ này con lớn quá. Nè, chú có món quà sinh nhật chú tặng con nha. Hôm nay là sinh nhật của con mà đúng không? Cầm đi. Sao chú biết? Biết, chú là. Đi vô nhà. Ông làm gì vậy hả? Tôi nói là không được tới gần nó mà. Nó chị kỳ vậy? Mẹ ta đưa con một món quà thôi, ta cầm rồi ta đi vô là coi như xong mẹ chuyện rồi đó. Cũng ra cũng gắn liền vô mặt người ta, dằn mặt ta. Ủa chứ kỳ vậy? Nè, từ hồi nãy tới giờ tôi nhịn nghe chưa? Nè, chuyện gia đình người ta ông bắt cái gì bà mà ông xem không vô. Bà nghĩ tôi không nhịn bà hả? Hả? Nhịn bà. Ủa ông lại gì ông nhịn tôi? Ủa? Chuyện riêng người ta ông biết vậy nói. Sao ông biết nói? Tôi nói đây giờ đứng đây nghe sao ông biết? Biết gì? Sao ông biết? Bây giờ làm gì? Ê, bà làm gì? Ê, bà đừng làm xe tôi nghe. Nè, tôi đánh nó rồi sao? Ê, cái cô nào mà cái. Trời, mày á đó thì. Ê, tao nói thiệt mày nghe. Mà
vừa trời muốn vậy. Mày sao không cầm vé không? Mày đứng xe tôi lên không? Tôi sống chết ở bữa này nha. Mày không sống chết là tôi kêu công an tao bắt tôi vậy. Ai mà kia? Bà coi bà kia. Ê, mày đứng. Thằng tội mày. Thôi mày ăn liền xe tao. Tao ơi. Thôi mà, tôi lại. Bây giờ muốn vậy? Thôi mà. Cái con nàng mà kia bây giờ muốn vậy? Ê. Thôi tôi. Ê, đâu đó coi mày dám liền vàng tao nữa. Chưa thấy một cô nàng bà nào tàn độc như vậy. Nè tôi không phải là chó mà cô cứ liền đồ cho tôi lụm vậy nghe chưa? Sao không phải chó sao không thú vậy? Cái gì hứng thú hả? Bây giờ cũng đi. Không được bạn ăn. Thôi mà. Ông đi ra ngoài. Lên phường cho mấy quán cà phê mà ngồi đó tận hưởng. Hai cháu viết tôi bản tường trình đi. Dạ, đang viết. Sẽ viết thôi. 15 năm. Ông rảnh này ông viết giùm tôi. Không biết khai cái gì luôn. Căn bộ phải đòi lại công bằng cho tôi. Căn bộ gửi đi một người phụ nữ chân yếu tay mềm cho tôi mà hai người đàn ông như thế này hành hung tôi là sao tôi chịu nổi các bạn. Ê, bà ăn nói cho cẩn thận nha. Ai hành hung bà? Hả? Bà không hành ta thôi chứ ai hung bà? Tôi hành ông hồi nào? Hả? Hả? Bà nãy bà làm cái gì? Tôi làm gì? Tôi không làm gì chứ trời. Bà làm gì bà tự biết. Tôi làm gì? Hồi nãy anh phải có mặt ở hiện trường anh mới biết là nó dữ cỡ nào. Trời ơi, một mình anh nó xé ra làm tám chứ không phải là giỡn đâu. Bây giờ nó diễn đó. Ăn nói hàm hồ, cán bộ cho một con nhà con dịch xé làm tám. Ông mới là người chọi dép tôi hết lần này đến lần khác. Ê, tôi có chọi mà không trúng bà còn bà tán vô mặt tôi nghe. Tôi không có được. Trời ơi, nó diễn nghe thấy chưa? Mẹ mày nghệ thuật sân khấu ở đây hả? Đừng có nói gì. Được rồi, được rồi. Trời ơi, cô chú bình tĩnh. Ba mày không tắt máy rồi. Không biết chừng nào ba mới về nữa. Bữa nay mà không giải quyết rõ ràng là tôi không về. Rồi ông muốn cái gì? Trời đất ơi, nhìn nó hiền lành quá. Từ xưa giờ coi trong phim không nghĩ là ngoài đời có một đứa diễn như vậy. Chú bình tĩnh. Tôi đang rất bình tĩnh, chỉ có là anh không bình tĩnh thôi. Tôi nói thiệt chứ tôi bình tĩnh lắm. Vô đây người ta cài chế độ rung đi, cái đồ bất lịch sự hả? Cái thường chứ không phải đạp phim mà cài chế độ rung. Bộ ra cái điện thoại coi được chứ nào, chị đừng có quan tâm. Cô chú bình tĩnh. Viết tường trình giùm tôi đi. Ok. Đừng nói nữa. Đang viết mà tại ba ghẹo mới nói chứ không ai muốn nói. Không bao giờ lịch sự, coi thường cán bộ mà. Dạ. Thôi ông đại đi mẹ ơi, ông không có về đâu. Chờ ba mày xíu đi, ông nói ông về mà. Biết ông có nói thiệt hay không? Chắc chắn là ông nói xạo rồi. Cán bộ phải tin tôi. Tin cái gì cù lâu này tin. Thôi được rồi. Bà hiền quá. Ủa tôi không hiền chứ ai hiền. Cô chú bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối nè. Chú có hành hung con này hay không? Không. Chú ơi, con có điều muốn nói. Từ hồi đầu tới giờ là con thấy chú với mẹ con có cãi qua cãi lại. Chú cũng có hơi kỳ với lại quá khích một chút. Nhưng mà thật ra thì chú không có làm gì mẹ con hết á. Đó, thấy không? Trời cao có mắt. Mày nói vậy là chết mẹ rồi con. Bà làm gì bà chửi nó? Cái gì? Là bà chết mẹ gì ở đây? Đây phường bà ăn nói cho đàng hoàng bà chửi ai trong này? Nè nè, tôi nói mẹ ở đây là tôi nè. Tôi là mẹ nó là chết tôi nè. Các bộ ơi, các bộ thấy đó. Bây giờ ông hành hung làm sao mà con gái tôi nó bị sang chấn tâm lý luôn. Trời đất ơi, một cái chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể nghĩ ra bà nói được, tôi nể bà thiệt luôn á. Bây giờ tôi có một đứa con gái thôi à. Con ơi, con bình tĩnh đi. Ở đây có cán bộ, có công lý ở đây. Không ai dám làm gì con hết trơn á. Trời, đừng có sợ nữa. Mẹ, con thấy là đủ rồi đó. Con thấy mẹ kỳ quá à. Tại vì con thấy chú có làm gì con đâu. Hồi đầu giờ chú chỉ tới lại muốn tặng quà sinh nhật cho con thôi. Con thấy chú cũng hiền lành đàng hoàng chứ đâu phải là gì. Con biết là chú là ai, là bạn của mẹ mà mẹ không thích hay sao mà chú lại gần con mẹ không cho. Chứ con thấy chú rất là đàng hoàng với con mà. Nhưng là con cảm thấy ngại quá. Con xin lỗi chú, nhưng mà chắc con xin phép mọi người cho con về trước. Cái gì vậy? Con ơi. Ít ra con cái nó có cái tư cách như vậy cũng còn đỡ chứ giống như trời con ơi. Gái mẹ nó thiệt. Mày ơi, mày con ơi, mày làm vậy là chết mẹ rồi. Là chết mẹ rồi con ơi. Con ơi. Ý chứ nó chửi cho mình nghe vậy đó. Biết giờ này còn xe không nữa. Yên tâm đi, còn chuyến cuối đó. Xin lỗi nha, cả ngày hôm nay là bất thời gian của ông.
Xin lỗi. Nó nói như vậy, cái nết tôi nó vậy đó. Thấy cái chuyện bất bình là tôi phải ra tay tôi tương trợ. Con người tôi sống là thẳng thắn lắm. Anh đừng có làm vậy tôi khách sáo lắm, anh hiểu không? Dạ, cảm ơn anh. Tôi nói anh nghe nè. Dạ. Bây giờ đưa tiền tôi đi để tôi đi về chứ nãy giờ tôi trễ lắm rồi, con gái tôi đợi tôi nhà rồi đó. Dạ. Chứ cảm ơn thì cũng phải đưa tiền. Rồi, có chứ, đã nói là phải có chứ. Mà nãy giờ lận hơi lâu nghe. Thôi nghe, cấm miếu nghe, kéo cái mặt lên nghe, không có xệ nghe, ông mà xệ là tôi xệ hơn ông nha. Mà cái giờ phút này mà ông không có tiền, tôi treo cổ giữa biển chết liền trong coi á. Có tiền chứ không phải không đâu mà làm gì méo méo. Cho có 200 nè, 250 mà. Không có, hồi sáng là nhớ trong người là có đúng 250 luôn á. Trời ơi, lục mẹ đó. Ơi, có bao nhiêu tiền mà giờ mà còn nhớ trong người là sao cha? Không. Sáng là 300 là tuột xuống 250, giờ 250 cũng gán cắn tay 50 cho được. Không, thiệt, trong túi giờ không có lần nào nó nãy giờ tiền mà. Mẹ bà, bây giờ tôi dẫn liều, tôi ở đây luôn, tôi không về nè. Tối nay không đưa được 50 đừng hòng tôi về. Phải tìm hết rồi, không có lần còn lần nào hết á. Thôi thôi, bây giờ vậy đi, coi như tôi thiếu ông 50 ha. Xong rồi bữa khác tôi gặp nó đưa nha. Nó bữa khác gặp nữa hả? Gặp cha ở đâu cha? Thì ông làm nghề gì mà ông kiếm tiền trả tôi? Mới ra chưa có làm gì. Ông muốn kiếm cha kiếm ở đâu? Tôi cho ông số điện thoại bàn chịu không? Trời mẹ ơi, giờ cũng chưa biết về đâu đưa số điện thoại bàn, nó nghe nó dịch không? Thôi giờ cháu coi giải quyết giùm chứ. Thôi đi đi, mắc nợ nghe, coi như mắc nợ, thôi đi 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 giùm cái. Từ hồi sáng tới bây giờ mẹ muốn chết luôn thiệt. Có 50.000 cũng cắn nữa. Nè, có duyên gặp lại. Tôi cảm ơn, gặp lại chi nữa cha, chưa đủ phiền hả? Ê, gì? Nói nghe nè, ráng sống tốt nha. Biết rồi. Ê, hả? Cảm ơn nha. Biết rồi. Cảm ơn. Ê, hả? Nói định khuyên mà tôi thấy nhiều chuyện quá, thôi đi. Ê, hả? Cảm ơn một lần cảm nữa. Cảm ơn hoài, thôi đi, trời ơi. Cảm ơn. Ồ, quên. Cái gì vòng qua vòng lại hoài vậy? Gì nữa? Ông cầm giùm tôi nha. Đợi chút. Đưa cho con gái của ông giùm. Hôm nay là sinh nhật của nó mà. Nó cũng chạc tuổi con gái tôi. Con nít có quà nó vui. Bây giờ chơi chưa tâm lý. Vậy đi ha. Rồi. Ê, mà. Bây giờ cho phép tôi mở ra nha. Rồi. Nếu tôi mở ra mà thấy hai cái bịch màu trắng tôi chết liền. Rồi, lẹ. Trời ơi. Đợi. Ai biết ông bỏ cái gì ở trong này. Gì đây? Tôi chọn nó. Đẹp không? Có cái là chỉ nó hơi xúc hơn nhiều. Thằng trợn mà. Rồi. Khoan. Bộ này là cái gì nữa? Trời ơi. Sao? Nước hoa cham hả? Thơm lắm. Hơi thử đi. Cái mùi coi con chịu không? Hey. Thơm không? Hey. Ngon à? Chất lượng bằng hàng hiệu luôn nha. Đôi khi món quà tặng tuy nhỏ nhưng giá trị nó rất lớn. Lưu trữ kỷ niệm. Chưa hiểu không? Xịt vô, người ta nghe mùi thơm, người ta nhớ đến người tặng, hiểu không? Hay không? Ôi, đợi. Thôi, đi nha, chuyến xe cuối rồi. Đang xong không nghe. Rồi, biết rồi. Cảm ơn ông nha. Rồi. Ê, nè, ê. Cảm ơn chị. Mặc áo vô, kẹo lạnh. Rồi. Chạy xe chậm thôi nha. Tạm biệt nha. Rồi. Sức khỏe chứ, sức khỏe. Rồi, đi. Bye. Tối nay cho nội không có tiền mà đặt đi xe buýt. Nè, cho tôi đi lần đi, tôi thiếu bữa khác tôi trả. Nè.
Cướp. Có con mẹ gì đâu mà cướp. Trên răng dưới dép mà cướp cái gì. Ông á, sao chưa về nữa? Tại bao đồng. Cái tội tử tế, thấy không? Đang lái xe cái suy nghĩ, thấy ông vợ không còn đồng nào hết trơn rồi, không biết sao đi xe vòng lại coi y như rằng nằm thúi thay ngoài này. Gia đình tôi phức tạp lắm, chúng tôi tối nay tôi cho ông về ông ở đỡ một bữa. Tôi quen, không có gì phải lo lắm. Tôi nặng nợ với ông ghê chứ mệt thiệt. Thôi nha, tôi không có cầm đâu. Ông cực với tôi từ sáng giờ rồi. Ông mà không cầm là ông cực từ giờ tới sáng đó. Không. Giữ đi. Còn chết tôi cũng không cầm. Con tôi nó cần cái món quà đó hơn. Nhưng ông cần số tiền này hơn. Ai cần cái gì giữ cái đó. Giữ đi, kiếm chỗ ở. Sĩ diện nó mệt quá, cái tay nhúc nhích muốn lấy rồi mà sao xạo nữa, mệt ghê đó. Coi như ông nợ tôi 300.000 tiền tình người nghe không? 250 à? 300. Hồi sáng có 250 à? Nè, nợ bớt trả giá nghe. Tôi nói 300 là 300. Bố gặp trả. Dẫn câu cũ. Gian sống tốt nghe. Xong đi. Hết bình. Giờ mới đi nè. Ông đi đâu giờ này ông mới về? Tôi nói hôm nay là ngày sinh nhật của con, ông về sớm. Vậy mà ông xách đít ông đi tới giờ mới về hả? Bình tĩnh đi. Câu chuyện nó là như vậy. Thì đi ra gặp cha khách ở Bình Dương, xong rồi cái tới trưa mới gặp được trả nửa ngày đầu lên đấy. Thì mình thấy chạy không có được tiền thì mình thấy trả mình chở. Rồi mới phát hiện ra trả đi tụ mới về à. Cũng lo cũng chạy chậm rồi. Thì chạy tới nơi là gái trả cũng sinh nhật, đúng không? Rồi thuyết phục nó lấy quà, xong rồi kia cũng gây lộn với má nó. Ê, quên lộn không ạ? Nó nghe nè, nếu mình muốn nói xạo á, mình nói gì cho gọn gọn, chứ đừng có đẻ ra nó dài lắm ha. Nè, bà nói chuyện vậy làm sao? Ý bà nói tôi nói dối đó phải không hả? Ủa tôi mắc gì tao phải nói dối? Rồi tôi hỏi ông nè, hôm nay ông chạy được nhiêu tiền? Cứng họng nói không được hả? Tôi thấy ông khổ quá, tôi tặng tiền cho ông rồi. Rảnh ghê, thấy khổ tặng tiền, chắc đây sướng à. Nãy giờ tôi nhịn bà là bà lướt tôi nhiều lắm á nghe, bà đừng có để con hồ tôi điên lên à. Chứ không phải lấy tiền bao mấy người kia nhậu hết trơn hả? Làm gì nhậu? Nè, tôi nói cho ông biết nha, bình thường những ngày khác tôi không nói, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của con mình. Ông hứa ông về là ông phải về. Thì biết là hứa về rồi, đứa muốn về chứ không phải là không, nhưng mà bây giờ kẹt người ta như vậy. Ta cũng hoạn nạn mà giúp đỡ người ta chứ mắc cái gì mà bà nói hoài vậy? Thôi, bà mẹ đừng có cãi nhau nữa. Sinh nhật, không ăn thì thôi.
Sáng xong mà ăn đi nè. Thôi ba mẹ ăn đi. Nãy giờ ngồi đợi, nó hơi rồi. Về, dặn về cũng về. Bày đặt kiếm chuyện, ăn mình đi. Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày, vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Má mày làm quá. Tao nói thiệt chứ tao phải nói xạo đâu mà. Tôi coi như là xin lỗi nha. Không sao đâu, con tin ba mà. Coi có vừa không? Thôi, bà tặng con nước hoa nữa hả? Giàu quá à. Hơi tôi có thích không? Mùi thơm với sang ghê ba. Cảm ơn ba nha. Người bán tôi nói xịt hơi cái mùi để nhớ người tặng. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Bà Lan đâu rồi? Mở cửa coi. Bà Lan. Mấy giờ rồi má? Giờ này bà La không sợ ai ngủ được. Bà Lan đâu rồi? Bà Lan đâu? Bà chung luôn trong nách tôi vậy, bà ai vậy? Nè 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 nè, kêu bà Lan ra đây cho tôi. Mấy người là ai vậy? Kêu bà Lan ra đây nói chuyện với tôi. Kiếm vợ tôi phải không? Ừ. Thì từ từ nói. Ai kêu bà mà La không sợ kìa. Ủa, chị đi về đi, tôi gặp chị sao? Sao ra cái gì? Gọi điện không bắt máy, tôi phải đích thân qua đây để đòi tiền. Đòi không được tiền tốn tiền xăng dữ lắm đó. Bây giờ trả không? Chị nói gì nói cho rõ ràng. Vợ tôi mượn tiền chị có không? Hả? Hỏi đi. Đứng đây nè. Hỏi đi. Ủa sao im lặng không trả lời? Bà trả lời kìa. Có mượn tiền người ta hay không? Tôi nói cho chú biết nha. Vợ của chú á, mượn tiền tôi đi đánh đề, 2 tuần rồi không trả. Bữa nay tôi phải qua đây đòi đó. Có chuyện này không? Vợ tôi mượn chị bao nhiêu tiền? 20 triệu. Ủa, bây giờ trả hay không? Phải nói chứ. Sao im lặng hết trơn vậy? Hả? Tại sao sinh tật vậy? Tại sao lòi ra cái vụ này? Hả? Tại tôi muốn kiếm tiền. Bà tôi cũng thiếu lắm hả? Không phải. Chỉ nói đánh đề dễ kiếm tiền lắm. Tôi nghĩ thôi kệ, lâu lâu liều mạng. Mà thiệt, mới đầu tôi đánh tôi trúng dữ lắm không? Cái chi mà lần gần cuối cùng mượn chị đúng không? Lần đó là đập mạnh đó là gãy 20. Bà, thôi bớt đóng đi mà. Ban đầu á, mượn tôi á, có 70 ngàn à. Nếu chịu đánh 70 ngàn thì đâu có thua. Cứ nhồi lên từ 70 ngàn bây giờ là 20 triệu. Thôi phải có lửa thì mới có khói. Chị nói là cứ đánh đi rồi chị để đó. Khi nào cần chị đưa, chị nói tôi vậy tôi mới đánh chứ. Nếu mà chị nói... Mẹ thông minh quá, giờ này mà cũng còn nghe lời người ta. Bà dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Còn bây giờ nói tóm lại là tiền nợ của tôi có trả hay không? Hả? Trả không? Không trả hả?
xếp đồ cho tao. Nè anh, từ từ, mấy người, mấy người làm gì tao báo công an nha. Má mày mượn của tao đó, có giấy trắng mực đen ghi đàng hoàng. Gọi công an đi rồi không chừng má mày ngon lắm đó. Gọi đi con. Sao? Giờ ai trả? Giờ không có tiền trả gì, vô lấy đồ cho tao. Má từ từ, má từ từ má, để tao giải quyết đây nè. Giải quyết cái gì? Giải quyết lẻ lẻ lại đi. Nhưng mà phải im cái miệng tao mới giải quyết được chứ. Im sao được mà im, tiền của tao mà im cái gì? Thì bây giờ nghe tao nói nè, tiền vợ tôi trả được chưa? Vậy hả? Trả liền. Tiền trả không? Không. Nó ngon quá. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Bình tĩnh là đâu, bình tĩnh tiền tao mà bình tĩnh vậy? Tại chị chui tôi đấy. Đầu nở thì cũng phải cho người ta thở. Trời, bọc ni lông mà còn giấy. Có cái ruột không hay là giấy không? Mẹ tiền người ta thì người ta gói, mẹ ta đưa cho chị thôi chứ. Trời, nhà nghèo gói tiền kỹ thiệt. Có tiền đưa thì đưa đại đi. Còn bài đặt chậm chạp chi để mà ta nói nhiều khan có cả tiếng ở trên cái trọi. Mẹ đưa rồi cũng còn nói nữa. Phải nói chứ, phải nói nè, mà nói mà đặt vẫn đếp như thường. Nè, còn dư tờ nè. Tánh không có tham. Có muốn đánh không? Tôi giúp đỡ cho. Hôm nằm chị bao thấy cái gì? Hôm qua tôi mơ thấy chị bị bắt. Không có khiếu hài hước gì trơn, không vui. Nè, có suy nghĩ lại là qua tôi giúp đỡ giùm cho ngang. Cảm ơn hen. Về tụi em. Đi ngủ. Đi. Cái tiền này là tiền của tụi nhỏ đi học đó. Đóng cho bà đó. Bà học giùm phần tụi nó nha. Ông làm như tôi là ham mê đề đốm lắm vậy. Ông thấy không? Con Quý nè, mấy năm nay sinh nhật nó đó, ông có tặng cho nó được cái gì đâu. Ông có mua cho nó được cái gì đâu. Mặc dù nó không có đòi đó, nhưng mà tôi là mẹ, tôi chịu cũng không nổi nữa. Còn thằng Sang, năm nay là năm cuối rồi, mà ông cũng hứa ông mua chiếc xe cho nó, mà ông cũng có mua được đâu. Bắt nhỏ đi chiếc xe đạp, trời ơi, tao nói nó đạp gì mà thấy nó không, không có thấy xe gì hết trơn á trời. Mà nắng như vậy làm sao tôi chịu nổi đây nè. Tại sao cái tật xấu của mình lại đổ thừa cho hai đứa nhỏ là mình làm cho tụi nó, đừng có nói như vậy. Không, bây giờ tôi nói là để tôi nói cho ông nghe, để ông hiểu tôi thôi. Tôi nói là tôi tức cái vụ cái bà đó. Chính bà nè. Nè, bà kêu tôi đánh nha, chứ định kể lại từ đầu mà thôi khỏi đi. Đúng là cái thứ mà cần cù mà thêm mua dốt là ra phá hoại. Chứ bây giờ khổ quá, không có tiền sao? Có bao nhiêu cách để kiếm tiền? Tại sao lại chọn đánh đề? Đánh đề mới mau có tiền. Mau có tiền hay mau đổ nợ? Thì liều mới ăn nhiều. Bây giờ tôi hỏi gì bà trả lời. Bây giờ tôi hỏi gì bà trả treo cái đó phải không? Thì không hỏi tôi phải nói. Mày. Trời ơi. Bà làm. Mày có nghe tao với mẹ mày đang gây lộn không? Bà làm gì bà dục đèn của con mày vậy? Mày trêu vui tao hả? Ba mẹ gây lộn mày con biết nói gì vậy? Mày mà trả treo hả mày? Hả mày? Trả treo cái gì ngày nào? Trêu đèn mẹ ăn được đó không? Ngày nào ba mẹ không la. Nó có ra đầu nào mà mày trêu hoài vậy? Chứ bây giờ con làm cái gì? Ba mẹ lúc nào mà không vậy? Mày đi làm mày kiếm tiền mày lo gia đình đi. Người ta đòi nợ ngập đầu rồi kìa. Từ từ làm ghê. Từ từ làm hả? Mày trốn tránh hả mày? Hả mày? Mày trốn tránh hả mày? Vô dụng. Nhỏ có làm gì đâu mà ông la nó hoài vậy? Bà có tư cách gì nói chuyện đây đâu á. Vậy thôi tôi nín.
Sao? Dễ như giận. Là gì? Giận như vậy. Nè. Ê chà, ủa thôi nước ngọt thôi chứ đốp la chi vậy? Thì ngày hôm qua tao thấy mày ăn đó. Lão ơi, cho ly cà phê lem ly nha. Ừ. Ủa, uống cà phê hả? Nè đừng có nói cà khịa ông hầu, tôi đi tôi chửi rồi nghe không? Ủa thấy lì ăn sáng à, bạn bè bằng hữu ngộ quan tâm thôi. Qua thấy lì ăn sáng ngộ thèm á. Mày thèm mày bỏ tiền ra mua mày báo tao biết chi. Ngộ đâu phải ngộ thèm ăn đâu. Ngộ thèm được dảnh giống như lì á. Sáng giờ chạy bốn cuốc rồi. Qua từ ngày qua Pi chạy á, nó chạy liên tục luôn á. Sao thấy nó nói em quýnh nó được chưa sao? Thôi. Giờ muốn gì? Giờ muốn kiếm chuyện phải không? Ừ, hả? Bây giờ sao? Giờ muốn kiếm chuyện thôi phải không? Ai kiếm chuyện đâu mà không có lộ. Ha ha, không cần phải chứng minh. Tất cả nó nằm trong cài lặt rồi. Cài lặt cái gì? Không thèm nói chuyện với mấy người như vậy. À sao rồi, sao rồi? Có cà phê chưa? Có cà phê chưa? Đây đây đây. Sao à? Mai mốt rồi thấy mặt ngọ làm cà phê take away nha. Ok. Chứ bây giờ đi suốt à đâu có thời gian ngồi uống cà phê. Bây giờ mấy người ngồi uống cà phê được á là rảnh lắm á. Nấu vậy là muốn gì? Mặt thằng này. Ê, có khách dài, có khách dài. Không có thời gian ở đây nói chuyện với lì ha. Lái cẩn thận nha. Đừng để bữa nào tôi chích bể bánh xe mà nghe. Trời ơi. Gì vậy? Xe con bị bể bánh rồi. Đi đâu ạ? À? Cô đi phỏng vấn. Làm gì phỏng vấn? Thôi à, ba đem xe lên nhà nha. Tao hỏi mày làm gì phỏng vấn? Cô đi xin việc. Con đi á. Mày ở đó, ba mày chở mày đi. Thôi để con tự đi, ba con còn đi làm mà. Thứ má sáu thứ ba con đi. Ê, thôi con đi nha ba. Cảm ơn ba. Con đi nha. Ê Sang. Dạ. Ráng đậu nha mày. Dạ. Ba về cẩn thận nha ba. Đến với công ty của chúng tôi. Công ty của chúng tôi rất là lớn, khoảng chừng tầm quốc tế. Các bạn có muốn đổi đời không? Cho nên các bạn nên trân trọng những cái cơ hội phỏng vấn hôm nay. Và bây giờ các bạn hãy kiểm tra cái hồ sơ của mình nhé. Nếu như thiếu sót một cái gì đó thì không ai giải quyết đâu ạ. Chị ơi chị, em để quên cái xe lý lịch ở nhà rồi. Giờ để em về em lên. Buổi chiều hết làm việc rồi. Bây giờ ai cũng có cái số hết á. Chị đọc cái số của em mà bây giờ em không có mặt ở đây có nghĩa là em sẽ mất lượt. Bây giờ em kêu nhà lên đi. Dạ 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 em biết rồi. Không có việc. Ủa cái điện thoại đâu thế? Alo, ba. Hồi sáng con đi gấp quá cho nên là con để quên cái xíu lý lịch ở nhà rồi. Ba chạy về nhà ba lấy một con cái được không? Ba đang rảnh nè. Rồi đây tao chạy về tao lấy cho. Khoảng bao nhiêu phút ba tới? Yên tâm, ba tới liền. Trời ơi chú ơi. Đổ xăng 92 bớt rồ gà đi chú ơi. Mày xuống xe đi. Ủa gì vậy? Bây giờ à, con chú nó mới điện chú nó nói là nó cần chú cùng bắt xe khác đi. Tôi bây giờ con năn nỉ chú con gấp đó chú ơi. Bây giờ con đang đi live stream mà. Mày đang live stream cái gì? Con đang live stream kem. Bây giờ tao trộn kem tao chờ con kìa. Chú chở con lẹ đi. Tao năn nỉ mày luôn á con. Tao đang cần tao gấp mày bắt xe khác đi. Bây giờ chú mà không chở con đền tao 1.6 tỷ đó chú. Mày đi nhưng cái hãng nào trả mày tao 1.6 tỷ. Bây giờ chú chở nó đi con trả chú 6 tỷ. Mọi người ơi, thì hiện tại Lâm đang có mặt ở vườn cây lái thiêu nha quý vị nha. Và không khí ở đây rất rất là trong lành. Damn.
gọi con hoài vậy? Con nói là đừng có gọi con nữa mà, con đang ngồi để phỏng vấn rồi. Thôi ba lên đây làm chi nữa? Lâu quá tự nhiên bắt người ta đi phỏng vấn chứ đã, vô còn lên đây. Ba lên đây mất công người ta biết con là con nhà giàu có điều kiện rồi sao, con không có muốn ai biết hết trơn á. Vậy thôi nha, đừng có gọi con nữa. Lấp số luôn. Còn hoài bạn ơi. Số bạn số mấy vậy? Không, 9 3 3. Mình hỏi số này. Số thứ tự bạn số mấy vậy? Đoán xem. Số mấy vậy ta? Bạn cho mình bạn cho mình mượn cái điện thoại được không? Tại vì cái điện thoại của mình hết pin á, mình không có gọi cho ba của mình được. Bạn cho mình mượn gọi điện thoại nhé. Cảm ơn. À bạn ơi, mở khóa. Alo, ai vậy? Con Sang này, con Sang nè. Tại vì cái điện thoại con hết pin á, cho nên con mượn điện thoại của người ta. Ba đi tao rồi, sắp tới cho ba. Đang dưới bãi xe nè, xuống lấy đi. Bây giờ con xuống lấy không có được. Bây giờ bên lên thang máy, bấm lên lầu 7. Chỗ nào mà người ta phỏng vấn nhiều nhiều á, rồi có gì ba gọi cho con số này nha. Rồi. Bạn ơi. À không, không phải thả tim. Thả cái điện thoại mình lại cho mình. À, tại vì ba mình lên, ba mình có gì ba mình gọi. À, nhưng mà chừng nào có gì rồi mình đưa lại cho nha. Bây giờ mình đang có công việc gấp lắm. Cảm ơn. Cái chị số 38 vừa mới đi ra ngoài đó chị. Mày 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 làm gì mày chơi chơi cái mày thánh điên mày kìa. Em số mấy? 39 chị. Vô đi. Nhưng mà hồ sơ chưa đủ chị. Em cứ vô ngồi đi, còn 2-3 người nữa mới tới em lận. Chừng nào thì người nhà tới thì lúc đó em nhận. Nhưng mà... Không có gì nhưng mà hết trơn á, em cứ vô đi. Trời ơi. Chị từ đúng không chị? Có gì từ từ hết trơn á, không vô là sếp tôi la tôi bây giờ đó. Chặn số rồi còn lấy số khác nữa.
Trời mẹ cái thằng. Má đài cho cố vô. Quẩn ghê. Cái đi không con? Chị sao? Không, con bút xe rồi chú. Bút là gì? À ý con là con đặt xe rồi á. Nè, này con đi đi rồi chú chạy rẻ cho. Ủa gì vậy? Chưa gì là nó rành. Chú có đi xe không? Đi 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 con. Ê ê, ủa gì vậy? Ê, ủa em gái, đi đi qua đây. Con làm gì vậy? Khách tao kêu tôi đi mà. Mày tới sao mà mày biết luật đây không vậy? Luật tao mới cho mày đậu đây rồi mày giành khách tao luôn à? Tới sao vậy? Cô phải cô kêu tôi không? Em bây giờ đi bên này tại vì chú đậu đây trước. Nè tôi nói nghe nha, ở đây ai cũng chạy xe cực khổ. Vô đây mày làm ăn biết luật lệ đi nha. Ờ không ai mà có luật lệ gì ở đây hết trơn. Khách tao kêu qua đây đi, đi con. Đi qua đây nè. Ông điểm ông tránh ra nha. Ê, mày đừng có làm gì nha. Nè tôi nói không nha. Em nè ông già, tôi nói nghe, ông làm mất khách tôi đó. Ê mày làm sao bây giờ mày muốn gì mày? Sao em vẫn còn ở đây? Ê mày làm sao bây giờ mày muốn gì mày? Chạy già chứ mày muốn gì? Muốn quýnh mày chứ muốn gì? Ông quýnh cho tôi hả? Mày mày lấy sao? Má mày. Chị ơi, chị cho em mượn điện thoại được không chị? Nè, sao nhá. Cảm ơn. Vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời. Mọi khó khăn riêng mình chả mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đã thật nói ra bằng lời. Dù một mai tình yêu của cha trong con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Ê Sang. Ê sao lại hả? Nó trả mày nhiêu một tháng? Có được làm đâu mà có lương. Mày nói đậu mà sao mày không làm? Ai nói ba con đậu? Con nhờ ba về nhà mang giấy tờ lên cho con. Ba lên được hay không ba cũng phải nói một tiếng chứ. Cái gì đâu mà ba nói, mà lên mà nói là ba tới rồi mà con ngộ hoài tức là không được là sao? Tao lên tới trển rồi, mày nói mày đậu mày đuổi tao về mày muốn gì nữa? Làm sao?
cuối cùng là sao? Ê, má thằng này càng kêu càng đi ta. Mày em, ê, ê, thằng kia thái độ gì mày? Thằng mất dạy. Tao nói mày bỏ đi hả mày? Tao làm gì mày? Mày thái độ với tao? Thì coi như con xui đi. Mày xui là xui làm sao? Hỏi không trả lời vậy đó hả? Tao làm gì mày? Ủa gì kỳ vậy? Trời đất ơi, cha con gì mà khắc khẩu gặp nhau là gây lộn vậy? Em nói ăn nói với tôi kìa. Ôi, mắt ông bị gì vậy? Xô xát xíu mới sao, đừng quan tâm với tôi. Trời ơi, bầm thiệt đó ba. Con đi lục chứng cho ba nha. Đứng lại mày. Tao hỏi mày không trả lời mày. Mày nói xui là xui thì sao? Hả? Làm gì xui? Ba biết sao không? Nghèo hay xui lắm. Ê, mày đừng có tỏ thái độ tao nghe mày. Tao đập mày sang dịch nha mày. Chó đẻ. Mày tự nhiên là ai làm gì mày? Mày biểu tao mày đài, tao ri cỡ nào cũng được. Đem lên đưa đồ cho mày, mày không giận. Đấy giờ mày chửi tao. Mày biết mày ba tao chứ phải tao ba mày. Thì coi như mày xin lỗi ba được chưa? Là mày đi đâu đó? Đi ông Mát. Mày nhắm mày đi được mày đi luôn nha. Nha. Mày đừng về nhà nữa nghe mày. Biết đóng cửa đâu mày? Chó đẻ. Thiệt tình á. Cái gì mà chửi hoài. Thôi ba ơi, nhìn ảnh vậy là biết anh bị cái gì rồi. Tao muốn trả lời thôi, ba hỏi hoài. Càng ngày nó càng mất dạy à. Tao ba nó chứ tao lại gì của nó mà nó không trả lời. Thôi ngồi xuống đi lăn chứng cho nè. Trời ơi, sao mở miệng ra là cứ là la chửi con không một lời ngọt ngào. Chứ nó mất dạy ai chịu nổi ha. Tôi nói thiệt á, nó nhà của mình con út là còn xài được thôi. Tôi mà biết đẻ con ra mà mất dạy như nó, tôi đẻ hụt dịch ra tôi lăn. Nói vậy mà nghe được. Thôi mày để ba tự làm đi, nãy giờ mày không lăn mày để có một chỗ nó nóng thái dương tôi gần chết luôn à. Mà mày luộc cái gì mà nó nóng dữ vậy Út? Trời đất ơi, mắt bà bầm dữ đen luôn à. Hết hụt dịch rồi nên con luộc dịch bắp thảo. Mới khen nó xài được đó. Nó nghĩ sao sáng tạo lấy hụt dịch lăn con mắt. Thôi thôi vậy khỏi khen, thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi. Bà. Trời, gì? Đóng tiền học cho con nha, mai hết hạn rồi. Trời ơi, nghe đóng tiền hết muốn ăn nữa. Tiền hoài tiền. Bây giờ mai mày đi học đại đi rồi, không lẽ mày đóng không kịp ngày mai cánh đuổi mày. Đuổi thiệt á, trễ 2 tháng rồi. Đi mai tao ráng tao chạy tiền tao đóng chứ. Chạy không được tao bán xe đóng cho mày. Bà, sao con thấy nhà mình thiếu trước hụt sau quá à. Mấy con đi làm con phụ qua mẹ ăn thay nha. Rồi mày định làm gì? Thì con đi phụ vòng vậy đó, con đi bưng bê, con đi rửa chén, ai cần gì con làm đó, phụ hết. Hay hay. Mày chưa thấy ở ngoài đời người ta cư xử với con người ra làm sao? Mày nói mạnh miệng lắm. Mày còn năm nữa mày vô đại học rồi mày ráng học đàng hoàng cho tao đi. Rồi mày lấy bằng muốn làm gì làm. Giờ này tao liệt đi rồi mày đi làm. Nói quở vậy mà nghe được à. Cái không nằm liệt đi làm gì làm. Cỡ tuổi này á, tai biến là nằm chỗ thôi à. Đó cái miệng bà mới quở đó. Chứ không bà trù tôi bị tai biến à. Tại tôi không thích ông nói gỡ. Gỡ là gỡ nợ cho bà đó. Cực như vậy là gỡ cái nợ mà bà đẻ ra đó. Bà không đẻ nợ ra tôi mới khổ như vậy nha. Đúng không? Quê quá hả? Quý ơi đi học Quý ơi. Con đi học nha bà. Đứa nào vậy? Đứa nào đó? Quý. Ủa sao chú có mặt ở đây? Mẹ đây nhà tao mà. Tao hỏi mày câu đó mới đúng, tại sao mày có mặt ở đây à. Mày vô nhà tao mày sọc vô mày không gõ cửa gì mày. Ủa cửa đâu có khóa đâu chú. Mày vẫn phải gõ. Bây giờ khuya rồi. Mày sọc vô nhà người ta vậy nhà ai cảm nó mày biết không? Ủa mới 7 giờ kém 10 mà chú. Với tao như vậy là khuya. Dạ khuya. Mày đi đâu qua đây giờ này? Con tính rủ em Quý đi học nhóm. Nhóm nào học giờ này? Nhóm bạn. Mày nó đâu có chung lớp. Không chung lớp. Nhưng mà tụi con học chung trường.
Cho nên tụi con học nhóm cho có cái để chung. Hiếu học quá. Tao tin mày được chứ. Chú yên tâm, con đưa Quý đi được, con dắt em về được, chú đừng có lo. Má, cái mặt mày bữa nào tao lo đó, tao nói thiệt. Cái nét vừa rồi biến thái lắm đó. Tao thấy là cái này không phải học nhóm nha. Cái này có xu hướng là đi đu đưa đi nha. Đúng không? Không. Đi đúng nơi, về đúng giờ. Sao run dữ vậy? Dạ, trời lạnh. Trời lạnh mà mặc áo bó. Dạ, áo này nó rộng. Mà tại con mới ăn no cho nên nó bó. Từ nãy giờ tao chưa thấy mày nói một cái gì mà hợp lý. Ba con đi học. Thay đồ nhanh quá. Mẹ mà, con sắp trễ giờ rồi. Đi, đi. Đi. Con đưa đi được, con dắt về được. Về trước 10 giờ cho tao nha. Về sau 10 giờ tao mà ngủ không được là má mày cũng khỏi ngủ, bà sáu má nó cũng khỏi ngủ rồi chưa nha. Trời ơi, nó lớn rồi mà ông lo cái gì? Không lo cho nó hư thân như bà. Tự nhiên mỗi lần la con cái phải xía qua tôi cái mới chịu hay sao ta? Bây giờ ông lo rồi, để nó có chuyện đi lúc đó lo hả? Thì lo gì lo, ông nhìn cái mặt cái thằng đó kìa, có gì đâu lo. Nhìn cái mặt thằng đó tôi mới lo đó. Bây giờ cái mặt nó đi nó gian lắm. Cái thằng này nó có âm mưu gì chứ mới không đâu ha. Lù khù giác cái lu mà chạy nghe chưa. Bữa nào nó giác cái chữa về là bà chạy đó. Thôi đừng nói bậy bạ đi. Cái thằng này là tôi thấy nó là cái mộng làm con rể nhà mình chứ mới không đâu. Mà cháu tôi đẻ ra mà giống mặt này tôi không chịu. Nhìn cái mặt nó làm ăn không lên. Thôi mà, ăn cơm cho nó ngon nè. Bữa nay có canh khổ qua nè, khổ qua kho nè, hột vịt xào khổ qua nè, rồi lát nữa có sinh tố khổ qua. Bộ nhà chưa đủ khổ, sẽ dồn bốn cái khổ cùng lúc vậy. Ăn đi cho khổ nó qua. Mà nói thiệt nha, bữa nay hết tiền đi chợ luôn á. Nếu mà chị Sáu ngọt ngào, chị không cho một ký khổ qua, cũng không biết lấy gì ăn. Thôi, thôi đừng buồn, đừng suy nghĩ gì hết trơn á. Tôi có mua cho ông chén súp, để tôi lấy ông ăn nha. Nè, ông ăn đi, ăn cho nó nóng. Tao bà ăn đi. Thôi tôi mua cho ông ăn mà. Ông ăn đi cho tôi vui. Ăn đi, ăn cho nó nóng. Này tiền điện chưa có đóng á. Không đóng là người ta cúp điện á. Để mai tôi kiếm tiền đóng cho ông Quý rồi tôi ghé tôi đóng luôn. Thôi được rồi, ăn đi cho nóng. Tiền nước tháng này cũng chưa có đóng. Mà nói nghe, nếu mà có đóng thì đóng tiền nước trước đi đặng tắm. Không có nước có mấy ngày nay không có tắm nó chua ơi chua. Để tôi đóng luôn cho, mệt quá. Ăn đi cho nó nóng. Cái bóng đèn trong phòng Quý nó bị đứt. Nghĩ mẹ đi, ăn gì nữa trời trời. Bây giờ bà báo gì báo luôn lần một đi. Ăn cuốn chén súp của bà sao cực quá. Ăn đi cho nó nóng. Dạ nóng mẹ rồi, ăn gì nữa. Ê, đi đâu hả? Đi cầu. Giờ này còn cầu xin gì nữa? Tôi đi cầu tiêu chứ cầu xin gì. Tôi cầu cho bà câm mới đừng nói chuyện nữa. Trời ơi trời, cái nhà này riết tôi điên thiệt á. Không yên không ổn mà. Trời ơi, ai đi cầu không giỏi? Ai? Tôi. Bà hả? Bà lớn già đầu vậy đi cầu không giỏi hả? Tôi định nói là cúp nước. Trời ơi! Cái nhà này luân bại thiệt rồi. Ông, ông ơi, giờ đâu kiếm việc sao ơi? Quỷ yêu nó ám hay sao mà dạo này nó ế giả mang ế luôn thiệt hết chứ. Ê! Lâm! Ê! Về quê phải không? Ê! Để tao chở cho. Mới! Sao thấy con nhà người ta không? Đẹp trai không? Đó! Đang học năm 3 ngành y chứ bộ, mai mốt lớn làm bác sĩ đó. Dạ, con học sư phạm. Ừ. Hả? Thì cũng làm thầy giáo, đúng không? Thấy cái mặt này không? Cái mặt nó vô showbiz là ăn đứt mấy người kia.
mà người ta chọn giáo dục. Chứ mà như sang nhà mình, thấy không? Sang tao rầu quá. Đẻ ra dài sọc mà đồ hát, đồ ca. Trời ơi, nó ca chừng nào cũng nổi tiếng. Sao để ý đi, không có ca sĩ nào nổi tiếng mà dài hết trơn. Ngắn ngủn luôn hả? Bằng Kiều nè, Quang Linh nè, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thuân Thanh không ai cao hết trơn. Vậy sao? Ừ, quỷ nó sang nó dài sọc chừng nào mới nổi. Đi, tao chở về quê, đi. Dạ, nay con đi xe chú được. Xe con dạ? Bút bi rồi. Ê, tao quế mày, mày tao mới khen mày xong rồi mày. Sao mày mối tao mà mày bỏ tao vậy? Dạ, tại Bi nó có chương trình giảm giá, giảm học sinh sinh viên á, con thấy rẻ nên con bút. Chú thông cảm nha. Mày sống lật kèo vậy không cách nào dạy ai được. Mày không à. Xe tới chú. Lên chạy bút xe hả? Dạ. Trời đất ơi, ông nữa hả? Cái gì vậy? Hả? Ông làm gì ông chặn đường lấy mối tôi hoài vậy? Nè, đừng có ăn nói ngang ngược nha. Lo bút xe, Bi đó tao, gọi tới thôi. Cái này nó bút quả cài lặt á. Cài lặt gì? Tao lặt đầu mới cài lặt. Bây giờ quá à. Tối ngày bao nhiêu người, tại sao không có chặn đúng khách của tôi bác là sao? Thôi chú Tư, chú đừng có chửi nữa. Con tặng chú xe rô nành nè, chú uống cho mát người nha. Sắp tới Tết rồi, chú cứ chửi về hoài là mang nghiệp đó. Con chúc chú á, Tết an lành, Tết tự nhiên. Tự nhiên hồi cái mỏ mày máu không mày không biết tại sao đó nghe. Sửa thì tao nhận, nhưng mà lòng tao vẫn giận nha. Còn tu nấu dông nghe chưa? Mai mốt mà cứ giành khách của tôi nữa là khỏi bạn bè nghe chưa? Cái thứ ngang ngược như vậy á, tự động khách người ta bỏ thôi. Thằng nhỏ à, nó dễ thương, nó tặng quà nó chúc Tết, nó thương lị. Còn Pi thương nó, Pi cho nó cái mã giảm. Pi người ta có mã giảm, lị có cái mã gì? Tao còn cái mã tấu nè, bây giờ tao mới chém mày thấy mày không mày nè. Thành sao? Bây giờ không có tao mượn đồ. Sao mượn đồ để tao thấy cái mặt nó mà. Mày bây giờ mày muốn gì? Đấy. Giành khách hả? Giành khách không? Giành khách không? Không có nói chuyện với mấy cái thứ này được. Thì bây giờ mày đi đi, mày còn đứng mày nói. Nó kiếm ăn, còn nó kiếm chuyện. Kiếm chuyện hả mày? Ấy à, vậy mày hả mày? Mấy chuyện cái thứ gì vậy? Không có nói chuyện được á. Bực bội à. Mày bị tao lái với mày hả mày? Tao mà lái với mày, tao làm con mày đẻ. Yêu nghiệt. Nè. Gì vậy? Tôi tặng. Sao tự nhiên tặng quà vậy? Hàng mới. Lifebuoy. Lá mùi với muối lọc. Tắm tẩy nghiệp. Trời đất ơi, tặng quà mà cũng cà khịa người ta nữa. Quạo muốn chết luôn. Thì cái thứ gì đâu mẹ, tối ngày nó hết người nữa, cứ chặn đường khách của mình, nó đón khách mình không. Tao nói cho mày nghe, mày muốn quá chứ, nhưng mà mày xạo xạo, tại vì cái cuộc tự ái của mày bự quá à. Riết rồi mày tự ái như vậy ở nhà vợ với con mày đó. Tự ái gì trơn á. Nói chung là không mưa. Tự nhiên chứ không mình phải lái xe rồi nghe nói là phải mua điện thoại smartphone rồi rồi. Tự nhiên bỏ một cục tiền ra rồi tự nhiên công ty nó quản lý mình, tôi không thích. Bây giờ á, công nghệ phát triển mày phải theo chứ. Tôi không công nghệ vậy, tôi vẫn xong. Trời ơi, nghe lời tôi đi ông ơi. Ông làm ơn ông về ông mua giùm tôi cái phone. Thôi đi về, mệt. Mẫn, 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 Mẫn đây, Mẫn đây. Mẫn đâu? Mẫn, Mẫn con bà Sáu nè. Ai nghe giọng vậy nghe hả? Mày điên hả Mẫn? Sao chú bẻ con? Mẹ mày sao mày bẻ tao? Con muốn nói chuyện với chú. Mày nói chuyện với cô hồn nhưng mà mày bẻ tao lại vậy? Nói chuyện bí mật. Gì bí mật dữ vậy? Hồi nãy con nghe chú nói chuyện với má con là chú cần cái điện thoại smartphone đúng không? Trời ơi, tao nói nhỏ vậy mày cũng nghe nè. Trời, cái miệng chú với má con mà nhỏ gì? Ai không nghe? Nè. Đẹp quá vậy. Đó. Đâu mày có? Mày ăn cắp phải không? Chú nói con ăn cắp gì? Xúc phạm nhân phẩm của con. Chứ cái điện thoại làm sao mày có được? Có tiền đang mua đó. Tiền đâu mày mua? Tiền ăn cắp của má con. Trời ơi, khác chỗ nào? Khác chứ chú. Chú kêu con ăn cắp lận, ăn cắp đồ của người ta. Con này ăn cắp tiền của má con, gia đình con mà. À vậy hả? Hả? Để tao nói má mày, mày giải thích với má mày. Chú, được. Tại sao mày ăn cắp đồ? Mày sanh tật hả mày? Con lỡ dài. Ở tuần trước á, con thấy cái này trên mạng á, con thấy thích quá. Cái con mới lỡ lấy tiền lấy hàng của mẹ con trích nhẹ ra. Ồ. Sau một tuần trải nghiệm con thỏa mãn rồi. Mà bây giờ sắp cuối năm rồi con không có tiền con đưa cho mẹ con. Cảm động quá. Mẹ con mà biết á là mẹ con đánh con ốm luôn. Đánh mày ốm là lợi cho mày thôi. Chú ơi, bây giờ á con cần tìm cái người mà mua giùm con cái điện thoại này để đưa tiền cho con đưa lại cho mẹ con. Ủa, có chú rồi nè. Chú ơi, chú giúp đỡ con. Ê mày khôi hài quá ha.
Mày nghĩ nếu mà tao nhận lời như vậy tao mua lại cái điện thoại cho mày giống như kiểu tao thông đồng với mấy thằng ăn cắp, mày coi thường tao quá. Chú đừng nghĩ cái này là thông đồng. Cái này là giúp đỡ. Chú làm ơn chú giúp đỡ một đứa trẻ lầm đường lạc lối trở về với ánh sáng cuộc đời đi chú. Miệng thúi mày. Đang cấp mà còn ở giờ nữa mày. Chú ơi. Miệng thúi thở cho mạnh vô. Chú ơi con bán rẻ cho chú mà chú. Bán rẻ gì? Mày nhìn tao vậy là thích mua đồ rẻ hả mày? Mày coi thường tao quá mà. Mày muốn người ta làm như vậy mày phải ra một cái giá nghe coi được hay không đó. Con là chú mua đúng không chú? Dạ, cái này là con mua là 6 triệu 9. Con để lại nhẹ cho chú 6 triệu. Tao nghĩ là má mày nên biết. Ê, chú 5 triệu. Chú con để lại cho chú 4 triệu 8 6 5 3 1 4 triệu 1. Cho con 100 ngàn coi như tiền ship đi chú. Thì được rồi. Thấy mày cũng tội nghiệp. Rồi đây. Dạ. Con lấy giá 3 triệu nha. Chú làm gì chết con chú. Tao nói giỡn nha mày. Bây giờ tao mới còn có 3 triệu à. Bây giờ tao đưa cho mày 3 triệu. Mày nhận đỡ đi. Mày tao ráng tao chạy xe. Cuối năm mà tao đưa cho mày lần. Cảm ơn chú. Bỏ mày. Dạ. Rồi vậy thôi hả? Chứ sao? Biết cảm ơn không mày? Cảm ơn. Ủa sao cảm ơn? Cho khách hàng mày mà. Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn chú. Rồi vậy thôi hả? Biết xin lỗi không mày? Dạ xin lỗi chú. Ủa xin lỗi vụ gì? Tao chưa nghĩ ra lý do nhưng mà mày cứ xin lỗi đi. Mày nhiều lỗi lắm đó. Dạ xin lỗi chú. Rồi đâu? Đâu gì? Mày để đâu? Để gì chứ? Cục sạc đâu mà bán cho cục sạc hả? Ngoài đường mà. Ai cầm theo cục sạc? Để nhà rồi. Lát đường á. Dạ. Chú. Gì? Đâu? Gì? 3 triệu đâu? 3 triệu để nhà. Chứ ra đường anh đem 3 triệu làm gì? Lát đưa được không? Gì nữa vậy chú? Tao lộn đường. 3 triệu để nhà. Ủa là xíu đưa hay cuối năm đưa chú? Chú! Chú ơi, rồi tới rồi con ơi, tới rồi. Dạ. Kết thúc hành trình ha. Rồi con gửi là chú ạ. Trái đẹp. Dạ. Nhớ mình chọn cho chú làm bắt tại bi chuẩn năm sau ha. Dạ rồi chú yên tâm. À chú ơi, tiền dư lúc nãy chú cầm luôn nha. Trời ơi, đẹp mà còn tốt nữa thiệt. Dạ con chào chú. Cảm ơn con nha. Con xin lỗi chú. Lỗi chú. Quý. Ba.
Mày làm cái gì ở đây? Con đi làm. Chú ơi, ra cho máy giùm con đi chú, đây chỗ làm ăn chú. Làm gì vậy Quý? Tao cho tiền mày ăn học. Tao đặt bao nhiêu niềm hy vọng vô mày để ngày hôm nay mày làm cái chuyện này hả? Mày tới đây mày làm gái hả? Ba nói gì vậy ba? Mày ăn bận như vậy, mày đi từ đây ra mà mày còn chối được nữa hả? Con đã nói là con không có mà. Mày quá mất dạy rồi hả? Ủa Quý? Thằng mất dạy. Mày xin tao học nhớ là học vậy hả? Chú biết hết mọi chuyện rồi hả? Mày giấu tôi tới bao giờ hả? Mày làm như vậy với con tao làm sao? Không có chú ơi, Quý kêu con làm gì con làm đó. Mày con bò hả? Nó kêu mày làm gì con làm hả? Thật sự nói má mày, mày quá mất dạy gia đình tao rồi nha. Quý, bà sao vậy Quý? Bố là ai? Dạ, con là bạn của Quý, chú là ai? Tụi ba nó. Dạ con chào bác. Mấy cô làm gì đây vậy? Dạ tụi con đi tiếp thị nước hoa cham ở phía bên kia đường á bác. Là sao? Tối nào con cũng chở em Quý đi làm tiếp thị á chú. Tiếp thị là sao? Dạ là giới thiệu sản phẩm đến mọi người á bác. Vậy sao mày vô đây? Tại vì Quý mắc vệ sinh mà bên bệnh không có toilet. Vô đây đi nhờ toilet của bà nè. Con chào bác. Như vậy là cái gia đình này ai cũng biết nó đi làm mà ai cũng giấu tôi hết. Thông đồng. Tốt. Bây giờ còn ai giấu tôi có gì nữa không? Nói luôn lần một đi. Bà, cho con xin lỗi nha. Cô mà biết lỗi gì? Tại sao bà biết mà bà giấu tôi? Giờ nói một câu công bằng đi. Bây giờ con nó thấy mình khổ quá thì nó giúp mình thôi chứ có gì đâu. Nó đi làm tiếp thị quảng cáo mà có gì đâu ông la. Bà có biết nó đang đi học không? Nó đi làm vậy phân tâm rồi sao nó học? Nhưng mà sáng không học tới tối không có đi làm mà. Mày im đi, mày hay lắm. Năm sau mà vô đại học rồi, mày mà rớt đại học đi rồi mày biết tao ha. Mày có quan tâm tới cái gia đình này không mày? Tại sao mày nghe nhạc hoài vậy? Mày mà lấy kêu con chó đó mày chích tôi lỗ tai mày là dán dính hai cọng lên đây luôn nè. Để mày khỏi nghe thấy sự, mày khỏi nghe ngoài người ta nói cái gì. Tao cho mày học kiến trúc sư chứ tao cho mày học nhạc hay sao mày đọc hoài vậy? Quý, mai em ở nhà đừng đi làm nữa. Anh là lớn trong nhà, để làm phụ ba mẹ được rồi. Hay quá, tao nói nội cái chuyện mà mày kêu mày tháo cái bông tai ra mày chưa làm được nữa. Mày quay ra coi. Còn có đeo à, đâu. Mày giang hồ hả mày? Mày có tháo ra chưa? Thì không thích thì tháo thôi, nó hoài vậy. Ê mày đừng làm giọng đó ngang. Giờ nói nè, cái gia đình này là tao với má mày đã cực rồi. Thì để tụi tao đi làm. Cái nhiệm vụ tụi mày là ăn học. Năm sau mày ra trường. Nhỏ này vô đại học. Học cho đàng hoàng. Ra ngoài đời cầm tấm bằng. Gia đình mình ở mày nữa mà. Nè, chấm hết. Thôi, cho con phụ đi để ba mẹ đỡ cực. Tao cực rồi nè. Tao có nói tao cực không? Đúng không? Tao không khổ. Chừng nào mà tao nói tao khổ là tao đèn để tắt là tao tắt theo đèn. Thôi đi mà đừng nói quở mà. Bên công ty điện lực nó nói bữa nay không đóng tiền nó cúp điện á. Công nhận tụi này làm ăn uy tín thiệt. Có gì đâu. Cúp điện mình ngủ sớm ha, không có gì cả. Đi. Vậy chưa chịu khổ.
tiền của chị. Chị không lấy thì ai lấy? Trời đất ơi, phải chị bắt gặp tôi lấy tại trận rồi chị đổi thừa tôi. Bây giờ tôi chị đâu có bắt gặp tại trận mà chị đổi thừa tôi làm sao? Giờ nhà có hai vợ chồng à, chị làm giúp việc nhà tôi giờ mất tiền rồi chị lấy chứ ai mà lấy. Trời, nói như vậy là nói quan cho tôi rồi anh công an ơi, tôi không có lấy mà. Anh nghĩ coi, bây giờ tôi không nghi bả, tôi nghi ai? Bây giờ tôi mời anh qua đây nè để làm tường tận. Hai chị bình tĩnh lại. Mà quá trời vậy à. Trời ơi, anh có phải là chồng của chị Nguyễn Thị Lan không? Dạ tôi nè. Hai vợ chồng anh Hùng đây tố cáo vợ của anh ăn cắp tiền của họ nên đề nghị tôi đến giải quyết. Trời ơi, tôi nói tôi không có lấy. Chị bình tĩnh lại. Chị Phương nói á là chị Phương mắc 10.000 đô và chị Phương nghi ngờ vợ của anh lấy. Chính xác là 10.004 đô. Tôi nhớ còn 4 đô lẻ nữa. Nhưng mà cái số tiền đó lớn lắm, tôi không có lấy mà. Dạ, cái số tiền lớn đó em cũng không dám mất nữa. Bây giờ nè, chị vô nhà ta, chị nói ta lấy tiền. Chị không phải có bằng chứng chứ không phải muốn nói gì nói. Con thưa bác, trước khi con qua đây con đã dự đoán thế nào bác cũng nói như vậy để bảo vệ chị nhà. Sao kêu vợ tôi là chị mà kêu tôi là bác? Dạ thưa thiệt với bác, chị trẻ hơn bác nên con gọi vậy. Con nói cho bác nghe, chị làm giúp việc part-time nhà con 24/6, thứ bảy chủ nhật là được nghỉ 2 ngày rồi. Tự nhiên sáng thứ hai gọi điện cho con xin nghỉ. Ủa con thấy ngộ vậy ta? Tới ngày nghỉ là nghỉ được 2 ngày rồi, qua ngày thứ hai phải đi làm cho người ta chứ. Ôi, tự nhiên cái mình là người làm ăn mà mình nói ủa chết cha, sao bữa nay kỳ vậy ta? Linh tính mách bảo xuống kiểm tra tiền mất. Mất rõ ràng có phải chị lấy không? Chị không lấy ai lấy? Nè cô đừng nghe. Cô tự nhiên nghĩ gì là lấy tiền hả? Rồi mắc gì bà nghĩ người ta? Tại tôi đau quá tôi đi làm không có nổi. Đau cái gì? Tôi té tôi đau. Ủa chứ không phải chị nghĩ chị tẩu tán tiền hả? Nè cô ăn nói đàng hoàng tẩu tán làm sao? Bây giờ bằng chứng chưa nói rõ ràng bà tẩu tán cái gì? Dạ con thưa bác, trước khi qua đây con thế nào bác cũng nói như vậy con đoán được hết. Con nói cho bác nghe nè, con có một cái thói quen, đó là đi làm về tiền trong cái túi xách là con mở ra, con mở nó ra lấy tiền con cất vô cái nhà kho. Nhưng mà tại sao em không cất chỗ nào kín kín, em cất trong nhà kho làm gì? Em cất trong nhà kho mấy năm nay anh biết không? Không. Là kín rồi. Thì giờ cô để trong nhà kho đúng không? Dạ. Rồi cô nói cô mất tiền trọng. Dạ. Bây giờ cô nói cũng mất 10 ngàn cũng được, 20 ngàn cũng được, 30 ngàn được, cô nói nhiều nói, cái gì ngang vậy? Con lại một lần nữa, đoán thế nào bác cũng nói vậy. Đoán thì nói mẹ nó lần một đi, đoán mà không có nói. Dạ, nhớ từ từ mới nói được bác. Con nói bác nghe nè, ở nhà con có điều kiện mà, nên con lắp camera. Camera nó chần dần trước cửa nhà kho như cái kính chiếu yêu. Ai đi qua yêu quái đi ngang là biết liền. Bà vô cái nhà kho đó bà làm cái gì vậy trống? Tôi làm vệ sinh. Ủa chị ơi, em chưa bao giờ có cái nguyện vọng hay cái yêu cầu chị dọn cái nhà kho đó hết. Không phải, tại vì tôi dọn dẹp ở trên nhà trên sạch sẽ rồi mà tôi thấy ở trong nhà kho nó dơ quá cho nên là tôi mới chui vô nhà kho tôi dọn. Chị dọn dẹp trong nhà kho em đồng ý, nhưng mà bác coi giùm con cái camera nè, tự nhiên bà vừa quẹo vô mất điện, mất tín hiệu, không còn thấy cái gì nữa. 15 phút sau có trở lại bà đi ra. Vậy thì trong 15 phút đó bà làm cái gì, bác giải thích cho con đi. Tôi làm vệ sinh nó rỗng. Làm cái gì, cái nhà kho có chút xíu à, chị làm gì 15 phút? Thì tôi có bước vô rỗng rồi tự nhiên cái nó cúp điện. Tôi đâu có biết đâu. Rồi tôi té tôi đau quá tôi nằm ở rỗng. 15 phút sau tôi mới bò ra được. Thuyết phục. Nghe vậy bị thương cảm. Đi làm nhà mình mà tự nhiên cái té như vậy. Người giúp việc vậy nghe đau lòng xót dạ lắm. Nhưng mà tự nhiên camera nó hơn 15 phút là sao ha? Em đâu phải nhất thiết phải nói cái thái độ như vậy. Chứ bây giờ sao giải thích cái hiện tượng siêu nhiên? Ở chắc tôi bị điên á, tôi bị điên á. Trời ơi, tôi nói tôi té là tôi té thiệt mà mấy người không tin hả? Tôi té nè. Làm cái chuyện gì khó coi vậy? Tôi té đau lắm chứ bộ. Anh thấy là cái này là chị té thiệt đó. Em kiếm kỹ lại chứ em còn để đâu không? Ừ chắc tôi bị điên á. Cái xã hội gì ngộ vậy ta? Chồng không bao giờ tin vợ, bác cũng không tin vợ bác đúng không? Anh cũng không tin em đúng không? Được rồi nè. Bây giờ có lấy hay không thì ói tiền ra cho người ta kìa. Đừng có làm như vậy nữa. Tôi không có lấy. Em kiếm lại trong vỏ em nè, coi. Nè tôi kiếm cho mọi người coi nè nè nè. Đó đó đó, coi giùm tôi đi, coi giùm đi, coi giùm đi. Nè. Em kiếm ở ngoài coi, nhiều khi nó còn cái ngăn kéo trong này nè, tôi kiếm kỹ. Trời ơi trời, ngăn kéo ở ngoài coi cứ coi có vỏ này. Sao mà anh đi cãi tôi, cái vỏ này tôi xài ta làm gì có một cái ngăn kéo nào, sao mà không tin em về mình nè. Đó thấy không, ở đây có một cái ngăn kéo, ở đây có một cái ngăn kéo nè, em mở ra nè. Đó nè, mở ra cho mọi người.
Rồi, bây giờ đếm đủ 10.004 đô là nó đó. Anh chị kiểm lại coi có đúng không. Bao nhiêu lần rồi mà đủ số tiền chưa chị? Dạ, chắc đủ. Tôi đề nghị chị từ đây trở về sau muốn thông báo việc gì phải kiểm tra cho thật kỹ để làm mất thời gian của chúng tôi hết một buổi trưa. Dạ, xin lỗi anh công an rất nhiều. Chào tất cả mọi người. Lấy tiền đâu vậy? Để anh lo. Giờ không biết nói gì hơn, xin gửi anh chị một ít coi như thay lời xin lỗi. Tiền mấy người lớn quá hả? Muốn nói cái gì nói à? Hả? Hả? Nhất là con mẹ đầm đỏ này nè. Dạ. Con cũng xin lỗi bác. Con chia sẻ chút xíu. Ông bà ta có câu á là mình dễ tha thứ cho người ngoại mà mình dễ nổi nóng với người thân mình. Vậy là sai. Nên con rút kinh nghiệm là khi mà có chuyện gì xảy ra trong gia đình là không bao giờ con nghi ngờ chồng con hết đó bác. Con phải nghi người ngoài mà xui cái, xui thôi. Là người ngoài nó là chị nhà. Xui hả chị? Coi như mình xui đi. Xui cái gì? Hồi nãy một ai là tôi nói tôi không lấy. Mà chị ép tôi lấy cho bằng được à. Chị nghĩ chị giàu chị có ăn học à. Còn tôi nghèo tôi ngu dốt tôi đi ăn cắp mà. Chị làm như vậy chị vu oan giáo họa cho người ta rồi bây giờ chị xin lỗi. Chị làm gì được không? Chị đi ra khỏi nhà tôi đi. Dạ dạ, nếu mà vậy thì xin lỗi gia đình anh. Thôi vậy mày đi xin lỗi hoài. Dạ xin lỗi, xin lỗi anh chị nhiều. Dạ, dạ. Chúc bác với chị buổi sáng tốt lành. Dạ. Thôi, nói chung là mày sao hả? Lấy đôi thuốc đi. Nè. Mày muốn gì? Không biết đâu. Không biết thì giờ mày nói đi, tao biết mà. Tại bình thường ít có làm ba cái chuyện này rồi giờ kiếm không có ra chỗ đây nè. Trời ơi, thì nói đi rồi tôi kiếm cho. Hay quá, bà biết chỗ nào bán kẹp tóc không? Muốn màu gì? Trời đất ơi, cái này bà cũng bán hả bà Sáu? Bán hết chứ. Tao đã nói rồi, mày muốn gì để tao lựa cho nha. Tao lựa giùm cái luôn đi. Lựa cho con Lan đó. Cái này đẹp nè. Sao màu già dữ vậy? Cái vợ mày trẻ dữ. Mày sao vậy? Cái lộn hả? Cái lộn rồi cái rồi mua kẹp để làm quà đó hả? Mà nhiều chuyện quá. Tao rành mày quá à. Nói nào ngay. Sáng nay bà bị người ta đổ lỗi là ăn cắp tiền. Bây giờ tình ngay Lý Giang này mình phải nghi con vợ mình thôi. Mày cũng kỳ nữa. Vợ mình phải biết cái sao nghi nó. Gặp tao tao nói thiệt tao bỏ tao đi luôn á. Sao mắc cười quá. Nhiều khi ngay đúng cái hoàn cảnh đó mình không có cãi số được hiểu không? Nhiều khi cũng không biết là do mình quá hay là do mình xui nữa thiệt. Mày xui. Nghèo nó hay xui lắm. Tôi thiếu cái kẹp luôn nha. Cái gì cái này mày cũng thiếu hết trơn mày. May quá, kịp giờ cơm. Lát một xuống rửa ba cái xe mày. Thôi ba ra tiệm đi.
đi rửa. Hôm nay nhìn ba vui vậy? Hay mày muốn tao chửi nữa? Không. Xúc đây kìa. Mày ngộ ghê, tao vui mày cũng ý kiến nữa. Ê, vậy đi. Bữa nay có tiền. Đây nè, cái phần này của con đóng tiền học. Cảm ơn ba. Của mày nè. Trời ơi, ba giữ đi, con có mà. Mày giữ xài đi. Khoái chết mẹ, mày đặt sĩ diện nữa. Thôi, vui thì ba đưa. Chứ tới lúc xài là chửi à. Đâu còn tới lúc xài, giờ tao chửi mới được rồi nè. Giữ. Anh ơi, lấy đi. Con ba. Chọc tao chửi không mà sao ngộ ghê. Gia đình này kia tự tế cái kiếm chuyện chọc chửi vậy đó. Má tao bay đâu rồi? Dưới bếp đó ba. Ê, mắm chân cái này vô à. Nghe nó nghe, nó nghe, nó nghe. Bà đem bà đi đóng tiền điện, tiền nước tháng này đều đi ha. Tôi đóng tiền điện nước rồi. Ông cất đi. Khi nào cần tôi hỏi. Tiền đâu bà đóng? Thì tôi cũng đi làm mà. Bà nói nghe nè. Dạo này tôi thấy bà để đầu tóc nó có bù xù sao á. Bà dán ra cho nó tém tém cho nó đàng hoàng ha. Chứ ai mà để đầu tóc vậy. Đúng không? Ê, đi đâu vậy? Thôi ăn cơm với sếp nhỏ. Hôm nay tôi mệt. Thôi mọi người cứ ăn đi. Ê, ủa bà cắt tóc rồi hả? Cắt cho mát. Ba, mẹ nói dối. Mẹ có tóc đem đi bán rồi. Vô ha, tôi vô. Khỏi cười, tôi không thèm tắm thôi. Quận 7, 20 ly trà sữa công cha. Cái gì mà công cha nghĩa mẹ? Trà sữa công cha ta xịn rồi mà không biết mà công cha nghĩa mẹ gì. Nó làm như bộ không biết á. Cái này không phải đồ bình thường. 50.000 một ly ha. Một lần hàng 20 ly ha, tốn 20 triệu. Mày học toán đâu mà mày tính 20 ly ra 20 triệu hả? Có 1 triệu bạc à. Đồ khùng. Vậy cho mượn 400 đi, ta đi cứu này coi. Cái gì vậy cha? Đang gạt tiền. Không có tiền à, giận chỉ à, mượn 400. Kệ nó đi. Tiền nè. Alo. Alo. Ừ, tôi tới cái chung cư chỗ đường 23 rồi nè. Ủa, ai vậy? Tôi giao 20 ly trà sữa công tra, đúng không? Đâu có ai đặt gì đâu chú. Cái gì? Không có ai đặt gì hết chú ơi. Em nói em không có đặt lần sao? Vậy thôi nha. Alo. Alo. Nè ông anh, chỗ này không lậu xe được nha. Anh là tôi mới bị bom hàng rồi. Qua đây lái được bao nhiêu lâu rồi? 2 tháng. Rồi ông qua đây gác được nhiêu lâu rồi? 2 tuần. Rồi bị bom bao nhiêu ly? 20. Đúng cái quần ác nhân thất đức. Tôi làm ở đây, tôi mà truy tìm đứa nào mà bơm hàng của ông á, tôi xả cho coi. Trời ơi, mới ra tù đó em. Xả cơn giận. Ông khẩu nghiệp đi.
Thấy ông làm được đây tôi mừng cho ông lắm á. Ráng giữ đi công việc đi chứ để ra ngoài đường ở nữa. Tức dễ sợ rồi, người ta đã cảnh cáo tôi rồi mà tôi cứ lì, tại tôi tham công tiếc việc tôi làm á chứ thiệt tình lãnh nợ không à. Giờ có cách nào không? Điện lên hãng rồi, bây giờ đang chờ bên hãng bì người ta giải quyết cho mình chứ không biết làm sao nữa. Biết được hay không? Tôi bây giờ về, tôi sẽ giúp ông trước. Biết được hay không? Tay đi, lẹ, bán. Trời ơi, mừng quá. Sao vậy? Mệt hả? Mệt chung lòng, lớn tuổi nó vậy. Gì? Mừng nha. Gì đâu, anh em bạn bè giúp nhau. Tôi vẫn còn nợ ông 300 ngàn, nhớ không? Bữa nay ông làm vậy tôi trả ông 3 triệu cũng đủ. Ủa? Quên đi. Hả? Tôi còn 2 ly để tôi bán luôn cho. Anh mấy chị ơi. Không. Tôi mua. 2 ly này tôi mua. Có tiền không? Có. 2 ly này tôi mua. Tôi để dành tiền xài thì mua chứ. Không, đây. Cầm. Khùng ham được. Cầm. Cái gì vậy? Tôi 1 ly. Ông 1 ly. Cái này là tôi bao ông mấy anh chưa? Ừ. Quỷ già. Con ơi, đưa đồ dơ cho mẹ giặt nè. Nè mở. Mở nè. Con nào nữa không? Đây nè. Đồ của ba mày nè, lúc nào cũng nhồi nhồi một đống. Cái gì vậy? Trời ơi, cái kẹp. Định mua kẹp tặng cho ghệ nè, thấy chưa? Ba mua tặng cho mẹ đó. Cái gì? Mua tặng cho tao? Tóc đâu tao kẹp? Thì hôm bữa thấy mẹ cắt tóc nè. Trên ống ngại không dám tặng. Sao mày biết vậy? Ủa bà cắt tóc rồi hả? Cắt cho mát. Alo. Alo. Dạ chú ơi, cho con đặt hàng bún đậu mắm tôm nha chú. Rồi em ăn sao nè? Dạ, giờ chú lấy con 2 phần bún đậu đi. Mà nhớ lấy lẹ lẹ để còn nóng ăn cho ngon nha chú. Một phần chú lấy bún chứ không lấy đậu. Một phần kia chú lấy đậu chứ đừng lấy bún. Rồi, nhanh lắm nha, đợi tôi xíu nha, tôi chạy tới liền nha. Khoan chú, hấp tấp quá con chưa có dặn xong mà. Bây giờ một phần chú lấy bún không lấy đậu nhưng mà lấy lòng chứ đừng lấy giò. Còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ đừng lấy lòng. Khoan, từ từ, chậm lại. Nói lại, sao? Trời đất ơi, dễ quá mà cũng kêu người ta nhắc lại nữa. Bây giờ nè, cái phần lấy bún không lấy đậu á thì lấy lòng chứ không lấy giò. Còn cái phần lấy đậu không lấy bún á thì lấy giò chứ không lấy lòng. Mà nếu mà chú muốn lấy lòng con nữa đó ha, thì làm ơn làm phước cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng chứ không lấy giò đó thì lấy chả cơm chứ không lấy chả nem. Còn cái phần mà lấy đậu không lấy bún lấy giò chứ không lấy lòng á thì ăn chả nem chứ không ăn chả cơm. Mà giờ nếu mà nhiệt tình nữa đó, cái phần lấy bún không lấy đậu lấy lòng không lấy giò lấy chả cơm chứ không lấy chả nem thì ăn mắm tôm chứ không ăn mắm mặn.
Còn cái phần mà lấy đậu, không lấy bún, lấy giò, không lấy lòng, lấy chả nem, chứ không lấy chả cơm á, thì bỏ nước mắm mặn nhưng mà đừng lấy ớt. Mình ăn có một cử thôi mà em, sao chịu khó dữ vậy? Không, em ăn mà từng người trong gia đình em ăn khác nữa. Gia đình em bình thường ăn uống đơn giản vậy hả? Chỉ con vậy thôi đó. Trời ơi, bây giờ tôi có kêu đúng chưa chắc cái con bán nó bán đúng nha. Em làm ơn em nói lại một lần nữa đi. Còn mấy em biên cho tôi cái tin nhắn với ai mà nhớ nổi. Trời đất ơi, hồi nãy tao nói không chịu nhớ giùm ta. Tao nói tràn gian đại hải order quá trời luôn, sao tao nhớ được nữa mà kêu nhắc lại. Tao mệt quá giao hàng mà kỳ cục quá, không biết lấy lòng khách gì trơn trời á. Không có trí nhớ đừng đi giao hàng. Quỷ. Quỷ đây là quỷ đơn hàng đó, không phải chữ chú quỷ đâu. Tao nấu thiệt mày, mày ăn đi. Ừ, tao chúc gia đình mày ăn ngon miệng. Trời, sao nay nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Nhân dịp gì vậy mà? Nhân dịp gì đâu, bà chủ bà thưởng cho mẹ tiền cho nên mẹ nấu cho ba mày món ăn tẩm bổ. Thấy ổng chạy cực quá mà. Xuất sắc luôn á. Trời chuyển mưa rồi mẹ ơi. Biết ba đi làm có đem theo áo mưa không? Ha. Để mẹ gọi cho ổng coi. Alo. Alo, alo. Ừ, ông ơi. Đang lái có gì không? Ở bển có mưa không? Nhớ mặc áo mưa vô nha. Biết rồi. Hôm nay về sớm ăn cơm nha. Tôi nấu nhiều đồ ăn cho ông lắm. Vậy hả? Thôi bà với sắp nhỏ ăn trước đi. Tại vì bạn tôi lát nó có đại tiệc thôi nôi. Tôi lái xong rồi tôi qua nhà nó tôi ăn luôn nha. Khỏi đợi tôi nha. Rồi gì vậy á? Rồi, thôi vậy đi. Biết chị khỏi nấu. Sao vậy mà? Ba mày kìa ăn tiệc thôi nôi sướng quá mà. Mày không ăn đi, mày nhìn tao hoài chi vậy? Mày mê tao hả? Hễ ba ngon quá. Tại chỗ này bán ngon thiệt. Mẹ chủ quán nhìn cái mặt không có duyên mà bán đồ ăn ngon chứ không? Ngon ăn thêm tô nữa đi. Ăn tô được rồi. Đâu phải bò đâu mà ăn dữ không? Chứ tự nhiên bữa đó mày tử tế mày đãi tao ăn à? Thì con đi dạy thêm, có tiền mà. Mày dạy thêm sao mày không về nhà mày chui vô quán hả làm gì vậy? Con đi uống cà phê với bạn. Sao bay làm gì trễ à? Chả tắt, chả nói đúng. Đáng này tao phải lái bi sớm không? Khách cứa nườm nượp, nó bút liên tục. Khách mê ba mày lắm. Vô đánh năm sao không? Mà bữa tới giờ tôi đọc cái bình luận tao cười muốn chết. Ba. Rồi. Không ấy nghỉ làm đi con nuôi cho. Má ơi, muốn sặc ớt luôn. Mày điên hả? Tao nghỉ làm ai nuôi mày? À. Nói thiệt mà. Chứ ba ông lớn tuổi rồi. Đi làm khuya con thấy không tốt đâu. Mày còn một năm nữa, mày lo mày ăn học, mày tập trung, mày học giùm tao. Mày mốt mà ra trường mà có bằng, mày làm kiến trúc sư tao cảm ơn mày. Mày làm tàu xây dựng đi, giàu để nghề có tiền đó mấy con. Học kiến trúc sư chán lắm bà ơi. Nhập cái ngành nào mày mới vui? Học nhạc vướng. Mê nhạc tao cũng mê nè. Mê sao ba cấm con? Mê là mê ca nhạc, là mê nghe nhạc. Còn cái chuyện mà mày theo nghề nhạc là tao mới cấm, hai cái chuyện nó không liên quan. Mày hiểu không? Không có tương lai. Sao biết con theo ca hát không có tương lai?
Giờ bà nhìn đi, trong một cái cuộc thi âm nhạc á, mà theo cả ngàn người không, ta tuyển xong ta lựa có một đứa là quán quân không, trong bao nhiêu mùa quán quân, bao nhiêu người là được nổi tiếng. Mày này mày thấy cái bề nổi không, mày thấy mấy người nổi tiếng không, mà mày không nhìn mấy người chưa nổi tiếng. Mày thấy mấy người mà hát đình, hát miễu, hát làng nướng ngồi chợ rồi chưa? Thấy mấy người hát lót cái chuồng gà rồi chưa? Tao chở nè, châu chực chờ người ta hát. Bữa nào mà khách không có bo, nhiều khi không có tiền luôn. Cái lương nó còn bằng lương chạy xe của tao nữa. Bằng cái tiền. Người ta hát người ta vui, tiền gì? Không có tiền có gì vui á. Ở trên đời này không có cái gì không có tiền mà vui á. Cái nghề đó nó không có tương lai. Nghe cái cãi. Sao ba biết con không ai mướn? Hồi nãy con không đi cà phê đâu, con đi hát đó. Con nói thiệt luôn, con ca đường tháng nay rồi. Người ta mời con tới hát, trả lương đàng hoàng, một tuần hai lần, mỗi lần 80. Người ta trả đàng hoàng chứ con đâu có xin đâu. Vậy là hay lắm hả? Má sao mày lì vậy? Tao cấm mày hát bao nhiêu lần rồi, mày cũng len mà đi hát nữa hả? Tao cho tiền mày ăn học đàng hoàng. Đúng là mày cá hát mà cãi cha cãi mẹ. Từ ngày mai nha, mày nghĩ nha, tao mà thấy mày đi hát một lần nữa mày đừng nhìn mặt tao. Làm gì la vậy? Xe ba. Cái xe nó tuốt sao mà làm gì mà la tao hết hồn mày. Em ơi, trong hẻm bật đèn pha chi vậy? Mày không thấy đường hả? Dạ con xin lỗi chú. Tắt cái đèn nói chuyện đi. Rảnh ghê. Dạ con xin lỗi. Xin lỗi chú à. Ê, ê mày đi đâu đó? Con đi học. Mày đi học bị ăn bận đẹp dữ vậy? Đi học hay đi hát? Hát thì giờ này mới sáng sớm mà ba. Ai biết tụi mày tụ tập tổ chức cái show gì? Lên thay đồ mày. Trời ơi, thay đồ đi mày thay đồ. Mày thay đồ gì hả? Mày bận bộ đồ mới như vậy là một hồi mày lũ vô mà hát nữa đúng không? Muốn có đồ mới cũng không có tiền mà mua đâu ba. Thứ má sáu thứ ba đi học. Ê, em mày dằn mặt ai mày? Mày không mua đồ mới mày tự bỏ tiền mày mua mày báo tao nghe làm chi? Thôi đi, mày cũng quá à. Nó bận cái bộ đồ này là thế nào chiều nữa nó cũng lủi vô đó nó ca nữa. Lủi cái gì? Con mày nó đẹp. Bộ đồ không có đẹp mà nó mặc vô cũng thấy đẹp. Mày thấy con tao không? Con sao còn sao? Con của tao nghĩa là nó mặc bộ đồ quá đẹp đi mà nó quá xấu. Mặc vô thấy không có đẹp cái con mẹ gì hết trơn á. Con thấy đẹp mà. Sao phải coi là cái thẩm mỹ của Sáu nha. Sao báo cho con sao biết để nó thay đổi cái nền thời trang của nó. Cái thay nó đó, người ta gọi là cái thay sình. Nó bị trương ra sao hiểu không? Nó bẹt ngang hai bên rồi nó nở ngay cái phần mép bụng của nó đó. Mà bận cái áo cho bó vô để lầu thịt ra mới chịu à. Bận kỳ, cái nết thằng này bận đồ dòm y như con đuông dừa. Mày vừa phải riết rồi tao không biết mày nghĩ sao à. Mày có đứa con mà đẹp xuất sắc luôn mà cứ la hoài, cứ chê hoài mày thấy không? Nó mặc bộ đồ nó ra nó đứng ca một cái nữa thì tao khỏi nói. Nó mà nghe chị nói nó tưởng chị Binh nó lại đi ca nữa. Tôi nói cho chị nghe, tôi cấm nó là có lý do hết. Chỉ có người trong cuộc mới biết được người trong kẹt Sáu ơi. À mày người trong kẹt phải không? Mà riết rồi mày vô trong kẹt mà ở luôn đi mày, mày không ra luôn. Trời ơi ghê quá. Gì vậy? Thôi mai chú Tư coi nè tin tức nè. Gì? Trộm cướp bây giờ nó hoành hành dữ quá. Thưa quý vị, nạn trộm cướp đang hoành hành tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt vào những ngày cận Tết. Cụ thể chiều qua tại khu vực quận 4 đã xảy ra một vụ cướp giật, một người phụ nữ đã bị giật giỏ sách trên đường di chuyển. Và đặc biệt trong thời gian đó có một số hiệp sĩ đã xuất hiện trên đường kịp thời đuổi theo giật lại chiếc túi sách cho nạn nhân. Nhưng không may, tên cướp đã chuẩn bị vũ khí và liên tiếp tấn công vào các hiệp sĩ, khiến 3 người bị thương và 1 người tử vong. Trời ơi, tôi nói thiệt, quỷ ma chứ không phải con người. Cha mẹ đẻ ra rồi đi ăn cướp gì vậy đó. Đừng có để tôi gặp cái thứ này nghe. Làm cái gì con cái gia đình tôi đi chích
mẹ nói với tôi đó. Thứ ba thì sao, đi học mới về? Trời ơi, sao cái chân sao vậy? Mày sao vậy? Con bị cướp. Trời ơi, trời. Ở đâu mà cướp? Con băng qua đường cái nó giật giỏ con. Rồi có cướp được không? Dạ không. Trời ơi, cũng hên. Có sao không? Đau. Tôi lên lấy bông băng thuốc đỏ sức lại đi. Quý, sao em biết trân trọng thân thể của mình vậy? Thân thể của em đi học, em ra ngoài đường em bị như vậy. Em biết người thân em lo lắm không? Em không biết thương em, không phải biết thương anh chứ. Lên xe, anh chở em đi bệnh viện. Lên xe, tao mày lên phường, đi. Ê. Ê. Tao thấy có cái gì đó không ổn rồi nha. Mày lướt cha, lướt mẹ nó đây phải không mày? Dạo này tao thấy cái mu mày càng ngày càng lớn rồi nha. Ê, mu gì mày? Cái mu kế đó, cái mu hèn kế bẩn đó. Mày đã chiếm đoạt con tao phải không? Mày làm gì mày quan tâm nó một cách thái quá vậy mày? Em bị như vậy con là hàng xóm con phải quan tâm chứ. Ba nó đây chưa lo mày lo gì hả? Tao báo cho mày biết nha, tao không muốn cháu ngoại tao nhìn giống mày nghe. Nói gì vậy? Tao làm ơn mày né ra nghe. Mày mày đụng cho con tao thấy mày hả mày? Ê, sao mày chửi tao? Xin lỗi sao, xin lỗi sao? Sao xạo mày hả mày? Lên Quý, bắt Ly lên nhà vậy, phải dắt đi bệnh viện chứ. Mày muốn nó lên bệnh viện hay mày lên bệnh viện? Tao đập mày xăng dịch có bữa. Đi. Quá ha. Để bà sức cho. Ở đây không ai sợ mày đâu. Chú, dạ em Bi không? À dạ. Chú nhận cuốc vào cơ phong. Hình như đâu có, như cô đâu có bút tôi đâu. Ủa? Cô coi lại coi. Ủa? Đâu có. Ê, Ly Âu Cơ phải không? À, có Âu Dương Trấn Hoa chở Ly. Làm như nguyên hệ thống Bi có mình ông lái sao tôi gặp ông hoài vậy? Ờ, vậy là ngồi việc mối lị nữa rồi hả? Cái này ta kêu là quăng gia ly chung đường hẻm thôi. Đâu quăng gia ngõ hẹp? Thì cái đường hẻm nó hơi hẹp. Xin mời tiểu thư lên ngựa. Trời ơi, lẹ lên giùm đi, đang gấp lắm luôn á. Lái cẩn thận nha. Lái ẩu té thấy mẹ. Goodbye and low see you again. Lo lái đi, nó nhiều quá. Chạy qua là. Cướp! Chú! Chú ăn cướp anh dọn luôn kìa chú. Mọi người ơi, đây, cướp đây. Cướp mày á, mày đi ngay chỗ khác đi. Hay quá mọi người, điện công an tới đi. Bắt nó lại đi, bắt nó lại. Lấy dây trói lại, trói lại đi. Cái dây là ngon có cái dây à. Lấy cái dây, lấy cái dây. Là ngon có sợi dây nè. Giữ coi. Trói nó đi, trói lại đi. Mọi người coi đây nè, trói lại chứ. Mày, sao hả mày? Mày, cái gì vậy? Lúc bắt ta mẹ không bắt. Vậy tao bắt xong rồi mày lại bị đánh. Tao bắt nó ngồi đưa cái dây cho nó. Không vừa hả mày? Không có ngồi à, sao bắt nó liệu? Kéo lên phường. Đúng không? Lên phường. Là cái thằng này à? Mày hả? Lẹ lẹ ngồi lên phường. Kính thưa quý vị, đây là cô gái sấn sát và giật cái vỏ. Chú ơi, con cảm ơn chú. Lần sau cẩn thận nha. Dạ, chú có sao không chú? Có bắt tiền bạc gì không em? Dạ không, dạ không. Không thì thôi. Đây, anh hùng ngày hôm nay. Chú, tại sao mà chú già vậy mà chú chiến đấu oanh liệt như vậy? Một mình chú mà chấp hai thằng cướp. Bây giờ đứa con gái nó bị giật thì phải giúp nó chứ. Trời ơi, nhưng mà rủi nó tụi nó có dao, tụi nó thọt vô bụng chú thì sao? Bây giờ mấy cái thằng quỷ này mà không ai trị nó riết là nó lộng à. Nhưng mà chú ơi, chú hãy cho mọi người biết là chú có sợ trả thôi. Thôi em đừng có phỏng vấn tôi nữa. Không, nhưng mà mọi người đang quan tâm chú nè. Thôi. Chú ơi, tôi rớt. Rớt mẹ điện thoại rồi. Trời, chú Tư. Gì? Trời ơi, chú là anh hùng mà chú Tư. Gì? Trời ơi, chú bây giờ chú hot lắm chú Tư. Nói gì? Chú biết chuyện gì chưa hả? Đây đây. Gì? Trời đất ơi, dân cư mạng người ta chia sẻ cái clip chú không nè. Trời ơi, quay chú ơi. Trời ơi, ai cướp nè. Trời ơi, ai quay vậy? Lưu Nguyên Bảo Lâm. Trời đất ơi, nó rảnh quá. Trời ơi, ổng la cho chú nổi tiếng quá trời mà chú nói người ta vậy. Trời ơi, mắc công hầu kéo tới nhà tao rắc rối nữa, thiệt đủ thứ chuyện. Chú sợ gì chứ, thấy dân cư mạng bình luận khen chú quá trời. Khen cái gì? Đọc coi. Trời ơi nè. Chú này anh hùng quá, ước gì chú làm ba của mình. Trời ơi. Chú này lớn tuổi mà nhìn còn phong độ quá, chân nhân bất lộ tướng. Trời ơi, chú này đúng là hiệp sĩ đường phố mà.
hoan hô chú, yêu chú. Thôi thôi, mấy đứa quỷ này thiệt, vậy mà cũng giết được. Nào, má ăn chơi già gu thiệt. Sao mày nói nó khen? Dân cư mạng mà, 10 cái khen cũng có cái chửi chứ. Sao mày đưa tao ngay cái chửi vậy? Tại chú xui á. Thôi không sao đâu chú, trời đất ơi, cái này là dân cư mạng. Dạ, em chào chú. Chú là Nguyễn Văn Thành đúng không ạ? Gì không em? Dạ, con đại diện cho công ty cổ phần V Group xin gửi tặng chú món quà Tết vì sự dũng cảm, nghĩa hiệp của chú đã bắt cướp. Ủa gì sáng mới bắt chiều có quà rồi. Thời đại 4.0 mà bây giờ có gì lẹ lắm. Cảm ơn chị dạ, nha. Dạ, xin gửi tặng. Dạ, em đại diện ba em vậy. Dạ, em chào chú ạ. Chú không lấy không ấy để con. Chị, trời ơi, không khí Tết dễ sợ chị. Rồi giờ mày mua cái gì vậy? Dạ em mua cái bình giữ nhiệt á, để cho ông Thành ông chạy xe ông muốn. Trời nắng nôi tội nghiệp ổng quá chị ơi. Vậy hả? Dạ. Tao cũng mua này cho chồng tao nè. Ủa chị mua gì? Thì tao mua này nè. Chị đốt hả? Ừ. Trời ơi em nghĩ chị nên xuống dưới ổng đi cho ổng vui. Sao tao nghĩ mày có duyên lắm mà mày không có duyên vậy? Thằng Thành đã khó ăn khó ở rồi, cái bản mặt của mày càng ngày mày càng vô duyên nữa. Trời sao chửi quá à? Sao không chửi? Ba, chị em cho em lấy sữa chị. Tết ăn lành tết tự nhiên, đúng rồi. Ở nhà tao có bán mà tại sao mày không mua? Mày có tiền mà ra ngoài chợ mày mua, còn mày mua chịu của tao không à? Ôi mà trời ơi, thiệt tình đó, đi đi. Giờ mày muốn mua gì nữa? Em đâu mua, chị mua gì chị mua đi. Mày mua giải gì không? Mua giải đi chị, mua đồ mặt Tết nè. Dạ thôi em không mua đâu, em mua rồi. Gia đình em dư giả mà em mua năm ngoái rồi. Nhà đâu cần gì nữa đâu mua. Trời có ơi. Cần tấm khăn trải bàn à. Chị có khăn trải bàn không? Trời ơi, lại bao nhiêu đồ đẹp của ta bị đòi khăn trải bàn. Dạ thôi, con khỏi lo. Có luôn, khăn trải bàn đúng không? Thấy chưa? Hay không? Đây, khăn trải bàn. Hay quá. Muốn gì có đó. Đây. Thấy chưa? Đẹp chưa? Phụ nữ hơn nhau là cách ăn mặc thôi. Đâu có ai biết đây là khăn trải bàn. Ủa mẹ, sao nay bà mua đồ như khăn trải bàn vậy? Cái con này sắp giải mới năm nay đó, khăn trải bàn gì biết gì trơn trọi à. Con trai, thấy mẹ tươi không? Nói mày đừng buồn nha. Sao? Y như cái khăn trải bàn vậy. Trải bàn. Ba, mẹ mới mua đồ mới rồi ba. Sao ăn bận như khăn trải bàn vậy? Rồi, thôi đi. Gì đâu? Đi cắt bộ đồ. Cái này là cái sắp giải trải bàn thiệt mà đúng không? Thôi đi, nuôi kỳ cục à. Bà nằm đây. Nằm chi? Bà nằm đó. Để nằm đó đi. Thì giống cái bàn không? Ông vừa phải thôi nha. Tôi dành dụm tiền bạc là để lo cho ai? Lo cho cái gia đình này chứ lo cho ai? Biết rồi. Thì bữa nào tôi mua cho sắp giải mới cho chứ ai ăn bận như kỳ cũng chết. Thôi không cần. Để tôi đi làm tôi tự mua. Chào con. Dạ chào chú. Cho chú hỏi đây có phải là nhà của ông Thành không? Dạ ba con. À, con có thể cho chú vô gặp ba con được không? Dạ dạ, con mời chú vô. À, cảm ơn con. Vô con. Bye ba. Ủa? Chào cả nhà. Ủa dạ, ông anh đây là... Tôi xin giới thiệu, tôi là ba của cái cô mà ông đã ra tay nghĩa hiệp. Chào chú, chào gia đình. Ý, nhỏ mà cái miệng mày hải nè. Ủa anh ba dạ. Dạ dạ dạ, mình ngồi. Dạ, cảm ơn. Dạ gia đình ăn cơm. Dạ. Anh ăn chung cho nó vui. Dạ không. À, tôi tới đây tôi xin phép nói ngắn gọn. Sao có vụ đó anh có bị thương tức gì không ạ? À dạ không có gì hết trơn, cái này là chuyện bình thường mà, tại vì bữa đó tôi thấy đứa nhỏ nó bị giật đồ. Dạ. Tôi nhìn tôi chướng quá, tôi sợ nó bị cái gì, tôi phóng ra tôi giúp vậy thôi, không có gì đâu. Trời ơi, không có đâu, chú khiêm tốn á ba. Trời bữa đó con nói ba, chú phi thân vô. Trời ơi, chú sắp lá cài với hai thằng cướp. Chú đấm đá túi bụi luôn, hai thằng như cái mình rách luôn. Bởi vì cả tôi hơn siêu nhân nữa thiệt. Tôi nói cho anh nghe là tại cái nết tôi nó là như vậy. Tôi ghét ai mà đi ăn cướp giật lắm. Cái gì công sức mình làm ra mình hưởng. Đúng rồi. Sao của con ta đem giật. Rồi lỡ rồi kéo nhỏ xuống rồi nó té nó bị gì sao. Ờ đúng. Tôi nhìn tôi chướng lắm.
Có lên mạng tôi coi YouTube á, tôi thấy trời anh quá trời hay. Tôi đang định điện thằng YouTube tôi chữ đó nè. Vì sao vậy? Thằng quỷ gì đó nó bán online gì đó, thằng Lê Dương Bảo Lâm phải không? Dạ đúng rồi. Cái bữa đó nó ra nó live stream tôi, từ ngày nó live stream tới giờ ai cũng hỏi tôi cho tôi mệt ghê vậy. Không anh là người tốt mà phải cho mọi người chiêm ngưỡng. Nói chung tôi nhìn anh tôi thấy là anh là một cái người kêu là phải nói là anh tốt cơm lê. Còn gì vậy? Tôi biết ơn anh về cái chuyện mà cái nghĩa cử tốt đẹp của anh. Dạ, xin anh nhận cho. Dạ. Xin anh giữ lại cho. Riêng là cái lòng anh là tôi hiểu, chứ còn tiền tôi nhận không được. Nói thiệt, cái này là mình xuất phát từ lòng tốt thì không có nhận tiền được anh. Nếu mà anh không nhận thì tôi thấy đó là một cái điều mà tôi cảm thấy tôi rất ái náy. Thôi anh nhận giùm. Thật sự ra thì tôi cũng xin gửi lại cho anh cái này, tại vì tôi đã nói rồi, giống như mình, anh hiểu không? Yeah. Ách giữa đàn thì mình mang vào cổ vậy thôi. Là sao? Ra đường gặp ta, cái mình giúp ta là kêu là gì? Thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp. Đó. Ý tôi vậy đó, mà tại cái văn nó hơi trật xíu thôi. Ông tôi biết cái chuyện hồi xưa mình, ông bà mình xưa chuyện gì? Ông gì mà cứu... Lục Dân Tiên. Đúng rồi. Đúng. Tôi là Lục Dân Tiên, thấy không? Lục Dân Tiên là mình cứu Thẩm Thúy Hằng. Ủa? Không phải. Lục Dân Tiên không phải cứu Thẩm Thúy Hằng. Lục Dân Tiên cứu Kiều Việt Nga. Thẩm Thúy Hằng là ai tôi quên rồi. Thẩm Thúy Hằng là một nữ diễn viên rất xinh đẹp. Nước đó. Cái thư đúng rồi. Người đẹp Bình Dương. Đúng rồi. Đẹp bị lắm. Nghe quen cái lũ tay như lộn. Kiều Việt Nga. Dạ. Bây giờ vui quá, thôi anh nhận giùm ha. Dạ vui cũng không dám nhận. Anh nhận giùm đi. Dạ anh giữ giùm. Tôi ăn với cái bún cờ quá. Không là tôi chiếu tướng. Anh lì quá. Không, ý tôi nói là anh kỳ quá. Nè, giờ tôi nói lại lần chót. Tôi là cái tính tôi là tôi giúp người ta từ trái tim, chứ không có một cái ý định gì là để lấy tiền. Tại vì tôi lấy cái này tôi thấy trọng trách nó lớn quá, nên anh giữ lại. Tại vì gia đình anh tôi nghĩ cũng có khá giả gì, giữ để lo cho cháu. Đâu có ba, ba con giàu lắm á. Gì? Ba con làm được. Anh làm nghề gì vậy? Nhà tôi cũng không nói giấu gì gia đình. Tôi là sản xuất bồn cầu. Anh làm bồn cầu. Nhưng mà tôi bán toàn cầu. Ôi cha, vậy tính ra anh cũng đại gia. Không có. Ủa sao anh có tiền vậy mà sao anh để con gái đi xe buýt? Tôi có cái cách dạy con tôi khác thiên hạ. Nó phải lăn lộn, nó phải tiếp xúc với những cái khó khăn để sau này nó ra đời, nó không có bỡ ngỡ. Tôi nể cái cách dạy con này. Cảm ơn anh. Tôi là cũng vậy đó anh. Con cái tôi cũng vậy. Lớn lên là tôi không có cho cái gì dễ dàng trơn, bắt đi xe buýt hết. Tại gia đình không có tiền. Nói thiệt anh á, mình ít học mà. Mình thô lỗ mà, mình dân chợ búa, phải không? Nhưng được cái là cái đạo đức tôi là tôi phải giữ cái lề lối. Tôi nói với mọi người trong gia đình tôi là cái gì cái, chứ tuyệt đối tiền là không tham. Trong bao thơ để nhiều anh. Thưa với mọi người, trong đây nó cũng không có bao nhiêu hết á. Nó chỉ có 50 triệu thôi. Tiền nhiều vậy thì tôi càng không dám nhận. Thôi. Hôm nay cũng như Tết nhất tới nơi thôi, chú cũng chúc con được nhiều sức khỏe may mắn, rồi anh cũng vậy nghe anh trai. Nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Cảm ơn. Thôi xin phép là tôi chào. Để tiễn chú ra về con. Dạ, chào anh nha. Dạ. Bà làm gì ha? Bà làm gì mà hỏi người ta trong bao thư có nhiều tiền chi cho tao đánh giá mình vậy? Người ta hỏi thôi chứ người ta có lấy đâu. Bà hỏi là người ta đã suy nghĩ bà rồi đó. Cái miệng này, người ta đang nói chuyện mày cười hoài hải, bà hải như con điên à. Mày coi á, nói cái câu nào dính câu nào, biểu tao không cười. Làm như văn chương giỏi lắm nha. Tại tao không biết tao nói con mẹ điên này. Cơm hả? Còn ông đó nữa, thì tao cho quyết tâm đi. Không đâu, đẩy tới đẩy lui, rồi xong rồi đi về cái sách về luôn à. Cứ để đi, lát nữa ổng về rồi ta lấy ta bỏ túi. Trời đất ơi, nói gì mà nghe được. Hồi ta nghe ta tưởng mình tham nữa thiệt. Trời chú. Ủa anh chưa anh đi nữa hả? Chưa. Tôi xin phép để cái này lên. Hồi nãy tôi đưa hiện kim, gia đình không nhận. Suy nghĩ thôi giờ mình không có hiện kim thì mình đưa hiện vật đi ha. Gia đình nhận giùm tôi cái này nha. Đây là một cái thùng bảy úp. Úp là lên mà. Gia đình mình Tết ha. Uống bia úp. Lên. Anh
lên đời xe để có xe tốt hơn chạy nữa, thấy không? Rồi, Tết an lành nha. Nói chung là năm mới vui vẻ. Happy New York. Happy New Year. Dạ tiễn anh nha. Dạ chúc mừng năm mới em. Dạ. Mắc mẹ gì bà cười hoài vậy hả? Câu nào cũng trật lất à. Thì kệ người ta. Làm như là giỏi lắm vậy. Bà cười người ta quánh giá gia đình mình. Mẹ điên. Nói cái gì cũng cười hết trơn. Ba. Gì nữa? Gì à? Người ta để tiền trong đây nè ba. Năm chục triệu. Lần đầu tiên tôi cầm cọc tiền này má ơi, trời ơi. Bây giờ mua gì, muốn mua cái gì? Ăn tên lên đi. Cho tôi mua sắp giải nha. Ba sắp mua một cây luôn. Trời ơi. Con mua đồng hồ để tay nha. Không có nó mắc lắm thì mua khác. Ba, vậy ba mua cái rẻ rẻ mà mua cho con cái đèn mới ba. Mày dẹp cái chuyện mày ca hát đi nha. Đèn cái gì? Nha. Cái gì đâu ba. Dẹp đi, tao đang vui đừng làm tao kiếm chuyện tao chửi mày nữa nha. Anh hai gì? Nhà đang vui quá, anh hai đàn cái bài mà bữa nay mới sáng tác á. Bài đó mẹ thích đó. Lấy đờn đi. Mày tài lanh quá. Dạ. Ai mượn mày à? Gì đâu, nhà đang vui mà ba, hát xíu. Vui gì? Dẹp đi. Để nó đờn. Đàn chưa vui rồi. Tao nói dẹp đi. Mày đưa cái lúc tao đang vui rồi mày đem đàn ra mày ca rồi mày bắt tao chấp nhận như mày ca hát. Thì nhà đang vui con hát cho vui có rồi đâu. Không có vui gì đâu á. Tao biết cái mánh của mày. Mày canh tao đang vui cái mày lôi ra cái ngồi mày ép tao cho mày làm ca sĩ phải không? Ba, dù ba không thích thì ba nói nhẹ nhàng có gì đâu ba la làng cái vậy? Cái tính tao không vậy đó là làm gì la làng? Tao ba mà tao nói không được hả? Thì giờ ba không thích thì ba nói con không hát nữa thôi làm gì đâu một cái. Ê, mày dằn mâm sáng chén cái vậy hả? Mày nói gì vậy? Mày làm bậm miệng mày chửi ai đó? Hả? Mày chửi ai? Mày thái độ gì thằng kia? Ê tao ba mày nghe, ê thái độ gì thằng kia? Thả mất dạy. Gì mà kỳ cục vậy? Gia đình đang vui, không khí đang vui, tự nhiên cứ chửi lên à. Mày nhìn thái độ nó kìa. Nó xạo xạo, nó nhét âm nhạc, nó vô, nó bắt tôi chấp nhận nè. Trời đất ơi. Đó, vậy mới vừa lòng ông đúng không? Ăn có bữa cơm, gia đình vui vẻ, cũng không có chịu nữa. Dọn đi. Có đôi khi trên con đường dài đôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đến đâu và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Để trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhấm trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Cảm ơn mấy bồ nha. Không có mấy bồ tôi không biết sao hòa bài hát này luôn. Cảm ơn. Dạ alo. Tới rồi nè em ơi. Đây ra lấy giùm cái tới rồi. Chú tới rồi chú. Dạ.
tao sẽ gặp mẹ nha. À, chú ơi. Trời ơi, đi giao hàng hay đi hình sự vậy trời? Ê Sang, ông già này vô duyên dữ vậy. Ba tao đó. Mày chịu về rồi đó. Tao kêu mày về nhà mày đi đâu từ chiều đó giờ. Nè. Tao bỏ hết công ăn chuyện làm tao ngồi tao chờ mày tới giờ này phải không? Tao mất dạy. Câm hả? Tao xin lỗi ba được chưa? Mày xin lỗi một tiếng là xong hả mày? Hả? Bây giờ mày muốn gì? Mày tạo phản phải không? Tao càng cấm mày càng làm phải không? Thôi mà, cái gì mà la dữ vậy? Nó đi hát thôi mà. Bà im đi. Bà nói nó tưởng nó hay nó làm tiếp. Bà dung túng cho nó. Giờ sao sao? Tao nói chuyện mày rồi mày im luôn phải không? Cô xin lỗi ba rồi, ba muốn gì nữa? Mày có thấy thằng con nào mà xin lỗi ba nó bằng cái thái độ này không? Mày ba tao chứ phải tao ba mày. Cho mày đi ăn học để mày nói chuyện vậy đó. Má nhiều khi phải còn suy nghĩ là tại sao mình phải đối xử tốt với con mình như vậy. Cho tiền nó học là để mong nó thành tài. Mẹ ra đường nuôi mày, làm cực khổ, chạy bán mạng cho tiền mày đi học. Rồi đến mày ra đời mày kiếm tiền với người ta, mày có tiền. Mày nuôi cha, nuôi mẹ nè, mày nuôi em nè. Mày bỏ hai nhà này cũng được, mày lo cho con em gái mày. Mày lo cho ước mơ mày không à. Rồi mày thất bại cái gia đình này chết đói. Mẹ sống ích kỷ như mày, mày đừng sống với ai. Con ích kỷ hay ba ích kỷ? Mày nói cái gì? Từ nhỏ tới bây giờ có bao giờ ba hỏi con muốn gì chưa? Hay là ba chỉ muốn con làm những điều mà ba muốn? Tao ép mày làm cái gì? Tao là người đi trước mày. Tao thất bại rồi tao muốn mày thành công. Chứ tao ép mày làm cái gì? Bà ơi, mình sinh con chứ không phải là mình nhân bản một con người mà ba bắt nó phải làm thế này thế kia, làm những điều mà ba chưa làm được. Nghe không? Nào mày thấy không? Đó. Cho tiền nó đi học đi. Vậy đủ đâu đủ cánh rồi, đủ thông minh. Mẹ ngồi cãi cha mẹ mày, tao xin lỗi mày. Tao nói lý luận tao nói không có lợi mày. Thằng này ớt học nè. Mày đừng có nói chuyện giọng với tao. Mẹ mày cho mày tiền để mày chửi cha chửi mẹ mày. Nếu mày sống giỏi quá đó, mày ôm giấc mơ của mày đi. Mày đi ra khỏi nhà tao, mày đừng ăn tiền tao nữa. Ba muốn đi thì con đi. Ê ba, mẹ ơi. Tao nói chuyện mày về mày. Kia là mày đi em ơi. Đừng mà. Mất dạy. Thế là ai? Mày ngoan với ai? Mày ngoan với ai? Trời coi đó coi. Thế là ai? Đừng. Trời ơi anh ơi. Thế là làm gì vậy? Làm gì vậy anh ơi? Buông ra coi coi. Buông ra. Con có làm được cái gì? Giết tao đi. Ba sinh một đứa con, ba cho nó sự sống, nhưng ba không cho nó sống theo cách mà nó muốn sống. Thì lấy lại đi. Sex about
lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thân nói ra bằng lời. Dù một mai con sẽ thấy tình yêu của cha trong con hôm nay. Một tình yêu chứ nè, mẹ ăn được đó không? Đừng có ra đâu đâu, chơi hoài vậy. Mày nhắm mày đi được mày đi luôn nha. Mày đừng về nhà nữa nha mày. Có tiền ăn học đàng hoàng. Đúng rồi, cá hát cá hát, cãi cha cãi mẹ. Mày lo cho nước bên không à? Sống ích kỷ như mày, mày đừng sống dài hết á. Lan, Lan, Lan. Dạ. Cho tao hỏi cái, thằng Sang nó về chưa vậy? Về chưa chị. Mà tối hôm qua cha con nó gây lộn quá trời luôn vậy đó. Cầm dao nữa. Trời ơi. Sợ đâm muốn chết luôn vậy đó. Rồi sao rồi trời ơi. Mà ai cũng có ý đúng hết trơn á. Nhưng có cái là cha con nó khắc khẩu quá trời luôn à. Trời ơi. Thôi. Thôi chuyện gì chắc em chết quá chị. Thôi đừng có nói vậy. Từ từ nó lớn rồi biết suy nghĩ chứ nó sẽ về. Để thằng Thành nó nguôi ngoai á. Còn lâu tôi mới nguôi ngoai. Cái thằng nó không phải là con của tôi nghe chưa. Bà đó, bà đi kiếm nó đó. Bà đi theo nó luôn đi. Ừ, tôi kiếm nó được hay là tôi đi theo đó luôn cho ông vừa lòng. Có người gì mà kỳ cục à. Rất là cứng đầu. Đúng. Cái thằng nó rất là cứng đầu. Càng lớn nó càng cứng đầu. Nói nó không có nghe. Tao nói mày cứng đầu. À. Làm cha mẹ cái gì cũng từ từ. Nói mày không được. Cái nào mày cứ ào 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 ào. Rủi ro nó có cái chuyện gì thì mày sao? Mày hối hận cả đời. Trời ơi. Cái gì á? Người ta tìm thấy xác nữa rồi. Hả? Cái gì? Lại đây, lại đây, lại đây. Cái gì đây? Nè, đọc báo đi. Nam thanh niên cao ráo 1m8, đẹp trai trắng trẻo. Trời ơi, có khi nào còn con của... Trời, cái miệng quở Hà Sáu này thiệt á. Chắc không phải nó đâu, mày đọc coi có tên không? Nghĩ chắc không phải đâu, trùng hợp vậy thôi. Nè, khi đi mặc quần jean đen, áo sơ mi đen, đẹp trai, cao 1m8. Ồ, đúng đó rồi. Trời ơi, cái miệng. Mày không à. Cái miệng quở. Để con kiếm có tên Sang không? Đâu, đúng rồi, tội nghiệp quá nè. Người cha đau buồn, người con chạy ra ngoài đường kiếm con mình. Đó, xong rồi vô tình bị xe cán gãy chân. Rồi sao nữa? Rồi vô nhập viện, ông mới phát hiện ra con ổng còn sống. Tào lao à. Mày không à. Báo nè. Đau thương quá. Nó chết kệ nó. Đồ quá. Chú, cẩn thận cái giò. Liệu có chắc là anh Hai Lịa ở chỗ đó không? Dạ con muốn chắc nữa. Nhưng mà con nghe bạn của anh nói là anh hay tập ở chỗ đó lắm. Tình nó ngọ là không có ưa ông già Lị. Mà không biết sao cái chuyện gì của gia đình Lị cũng dính dáng tới ngọ nữa. Ôi chú gợi ba con đi, chú chạy nhanh giùm con đi chú. Trời đất ơi, xe ông chứ cũng phải quả tiễn rồi. Nhanh 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 nhanh. Hey, da. À, chỗ này số già lộn xộn quá. Căn nào vậy ta? Ê, căn này nè chú, đúng rồi nè. Chú chạy chi tóc vô đây đi. Ở đây hả? Dạ 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 đúng rồi. Anh Hai. Ủa Quý. Chú, sao em biết anh ở đây vậy? Bạn anh chỉ em á. Anh Hai về nhà với em đi anh Hai. Rồi ba mẹ có biết anh ở đây không? Dạ không, em không có nói. Hai về nhà với em đi, mẹ với ba lo cho anh Hai lắm luôn á. Toàn không về đâu, em về đi. Sao vậy? Thôi thôi ha, hai anh em tụi bay. Đừng có lôi tới lôi lui nữa. Kè chú Tắc là, mày đi về đi. Chứ mày mà không có về á, là ông già của mày cũng không có kim đâu. Chú nói gì vậy chú? Ổng á, ở ngoài à lắm, mà ở trong là lo. Đó còn á, chú á bây giờ lo hơn nữa là
Chuyện gia đình tụi bay không có liên quan tới tao mà sáng giờ tao mất mấy cuốc xe rồi đó. Đi về đi. Thôi em với chú về đi. Anh ở đây về hôm cho thoải mái. Chứ bây giờ về nhà cũng không giải quyết được cái gì đâu. Thôi mà. Quý. Dạ. Em dắt ông tới hả? Báo công an đi, báo công an đi. Bà. Hả? Cái gì? Có sao không con? Hả? Ba. Gì vậy? Chở con đi bệnh viện. Cái gì? Thằng nào? Sao? Quý. Cái cấp cứu. Anh mày bị đâm rồi. Gọi cấp cứu đi coi. Cấp cứu. Nhớ con, không sao. Bình tĩnh. Gọi cấp cứu Quý ơi, gọi cấp cứu Quý ơi, anh bị đâm rồi Quý ơi. Chạy đi bệnh viện nhanh mà. Bà biết rồi. Bình tĩnh con. Không sao. Nhanh mà. Ok. Không sao đâu con. Quý ơi. Ai cứu con tôi? Quý ơi. Kêu cấp cứu con ơi. Ai cứu con rồi? Giữ bình tĩnh. Sao là bác sĩ? Bác sĩ, con tôi có sao không bác sĩ? Vết thương quá sâu, cơ hội cấp cứu rất mong manh. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý khi gặp phải trường hợp xấu nhất. Cái gì bác sĩ? Thiệt à? Bác sĩ ơi, tôi xin bác sĩ. Mẹ, thôi đứng dậy đi mẹ. Bác sĩ, tôi xin bác sĩ. Chị hãy bình tĩnh. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết rồi. Chị hãy đứng lên, xin chị bình tĩnh. Ông giao ra đi. Ông giao ra đi. Đúng nạn lắm. Bình đi mẹ. Đúng nạn. Con xin ông trời phù hộ cho con của con tay quá nặng khỏi. Ông trời ơi, ông cứ lấy mạng của con nè, để cho con của con được sống lại, ông trời. Vậy đi anh hai, mình còn làm ca sĩ nữa mà. Em còn chưa được nghe anh hai hát cái bài anh hai sáng tác ở trên sân khấu nữa. Vậy đi, vậy hát cho em nghe đi, đừng có nằm nữa anh hai. Anh hai. Ủa
trai à? Con trai ơi, nghe má nói không? Ba xin lỗi nha. Thật ra nói không thích con đi làm ca sĩ là cái cớ. Tại vì nhà nghèo quá, mong muốn con trở lại một lần nữa giống như ba. Muốn con nghèo nữa nhưng mà không biết cách, bởi vì ba cấm con mà ba kỳ quá. Bị ca ba mới nghiền bài con. Sang vậy hát ba nghiền bài. Sang ơi, xin lỗi con Sang. Vậy mẹ ca ba nghe một bài Sang ơi. Ba xin lỗi mẹ ba. Ba, anh hai nghe mình nói rồi ba ơi. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi. Sang, Sang, vậy con. Sang, đừng có bỏ cuộc Sang ơi. Không bỏ cuộc Sang ơi. Ba ở đây nè. Sang, vậy mới còn làm ca sĩ Sang ơi. Nghe bà nói nè. Đừng có bỏ cuộc con ơi. Nghe bà nói hết Sang. Sang, nghe bà. Con nghe bà nói, con đừng có bỏ cuộc. Sang ơi. Đừng có bỏ cuộc ơi. Có tiền ăn mập đàng hoàng, đúng là mày cá hát cá hay cá cha cái mẹ. Sống dài biết rồi mày tự ái. Cậu bị ác mộng hả? Bà Sáu à? Sao nào? Vú. Ôi vú. Ủa sao vú vô phòng tôi vậy hả? Xin lỗi cô chủ. Thường ngày á, cậu chủ thức dậy sớm lắm, nhưng mà bữa nay trễ quá cái tôi đem đồ ăn vô trong phòng luôn cho cậu chủ nha. Đồ ăn nha. Đây nè, củ hành xào bò, bò lúc lắc nuôi xào bò, cậu ăn nè. Xào bò không gì? Ở nhà mình nay có bò không? Không có gì hết. Vũ hả? Tôi mới mơ một giấc mơ rất là dài. Bây giờ sao? Giờ tuột đường quá, cho cái gì ngọt ngọt uống lên lại đi chứ bây giờ không mang nổi đâu. Đây. Cảm ơn Vũ. Giờ mình hết hồn khi thấy ba mình vậy hả? Tại con biết ba không có thích con chơi đàn. Thập thò thập thục. Thích lắm không? Không, con thích chơi đàn đâu.
thích lắm mà. Không có nó ổn không? Không ổn lắm mà. Vậy nếu như mà ba chấp nhận cho con theo đuổi nó thì con nghĩ là con có thành công không? Ba nói thiệt không ba? Ba đang hỏi con một câu hỏi. Con không biết tương lai con như thế nào nhưng mà con chắc chắn sẽ theo đuổi đam mê của mình. Con mê hát lắm ba. Thôi dợt đi. Nãy tôi thấy anh đờn dở lắm đó. Ba. Ừ. Sao bữa nay ba lão vậy? Chắc do ba mới ngủ vậy. Ba. Con cảm ơn ba. Chồng yêu, bill này chồng ơi, tiền điện, tiền nước, tiền shopping, tiền giúp việc, tiền tắm chó. Gì dữ vậy? Tổng cộng nhiêu? 1.6 tỷ. Em mẹ muốn tôi nghèo rồi bà sống sao? Em chưa hình dung điều này. Chiều nay em cắt tóc nha. Bậy. Để y gì cho tôi? Thích bà để tóc dài, dễ đẹp. Sao biết tôi thích dầu thơm vậy? Thì bà mua nguyên đống nè. Thì nói chung là tặng đó. Nãy bút xịt thì nhớ người tặng. Trời ơi. Morning Dad. Nói tiếng Việt. Ok. Dạ. Tối nay con đi học rồi về nhà sớm nha. Why? Thì bữa nay sinh nhật con ha. Kêu gì xấu nấu bữa cơm gia đình ăn cho nó ngon. Đi làm à? Oh my god, did you hear that? He remembers my birthday. Mày nói tiếng Việt đi. Dạ chào ông chủ. Tài xế đậu xe bên ngoài. Chúc chủ đi làm vui vẻ. À, hình như cô thích con gái tôi không? Ai nói với ông chủ vậy? Mẹ con nói với ông chủ hả? Muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm. Ông chủ ơi, thân phận con nghèo hèn con không dám đâu. Còn phải đàn ông không? Dạ 100% đàn ông. Đàn ông có nói vậy. Đàn ông khi yêu ai phải chứng minh. Nên lịch trình thế nào? Good morning ông chủ ha. Là lịch trình cụ thể như sau: 9 giờ sáng có mặt ở công ty, 12 giờ trưa đi ăn với giám đốc Bi để kêu gọi tài trợ, rồi 3 giờ chiều họp hội đồng quản trị, rồi 5 giờ. Đó nghe nè. Bây giờ hẹn tất cả mọi thứ lùi lại một tí ha. Chở tôi ra ngoài tiệm bách hóa trước đi. Chi vậy ông chủ? Tôi muốn mua quà sinh nhật cho con gái tôi. Đi đi. Ok ông chủ. Nghe chút siêu giặc hướng dẫn nha. Cái này bài mới của ông Sang, nó kêu tôi nghe thử góp ý kiến. Biết ông chủ đâu có thích đâu, ngủ quên à. Thôi để mở cái khác nghe đi ha. Tôi được rồi, ông để cái nhạc đó đi. Tôi muốn nghe bài này. Hả? Tôi nói mở lại cái bài hồi nãy, tôi muốn nghe. Ok. Tôi sẽ gặp những khó khăn. Ê! Cái gì vậy? Xin lỗi ông chủ. Trao đổi xe mà tự nhiên đang tắt máy à. Lẽ ngồi xuống ngồi nói chuyện phải trái với nó. Thôi được rồi. Người ta tắt máy xe mà đâu có gì đâu. Ông cũng phải giữ khoảng cách an toàn với người ta. Ông cũng ẩu nữa. Thôi bỏ đi. Xin lỗi ông chủ.
bởi vậy cũng là lái xe mà ngõ là lái ở trong này, còn người ta là lái ngoài đường. Giờ lo mệt hơn ngõ rồi, bởi vậy mỗi người cây số á, mà nhiều khi là ngõ hay tưởng tượng á tự nhiên ngõ là ông chủ á, không biết lúc đó làm sao. Bây giờ này ngõ tưởng tượng thôi nha ông chủ. Mà ông chủ á, ông chủ thử tưởng tượng đi, bây giờ ông chủ là ông chủ ha, mà tự nhiên á ông chủ à trở thành lái xe ôm, rồi lúc đó ông chủ làm cái gì? Lúc đó tôi sẽ tỉnh dậy và không mơ nữa. Hả? Lại đi. Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước, để trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi, dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày, vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đem ra trong tim thôi. Chẳng đứng sau lưng những to lớn con theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đó thân nói ra bằng lời, rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay, một tình yêu tuyệt vời. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình chả mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đó thân nói ra bằng lời, rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha chẳng con hối.